Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 34. Sau khi tán gẫu với cô vài câu, anh để Ninh Kha và em gái mình sắp xếp phòng cho cô, Dương Bách Xuyên tìm Lục Tuyết Hy, đưa tam chuyển kim đan cho cô, sau đó dặn cô tới hộ pháp giúp Triệu Nam, ngày mai hai người sẽ cùng nhau đi tới Cố Đô. Lần này, Lục Tuyết Hy cũng không có ý kiến, hơn nữa trong mắt cô tam chuyển kim đan mà Dương Bách Xuyên đưa cho là đồ tốt. Cô vội vàng đi về mật thất ở sân sau. Sau đó, Dương Bách Xuyên lại tặng dây vòng cổ mình điêu khắc cho các bạn gái của mình, mỗi người một sợi, bao gồm cả bộ thanh mai vừa mới tới, chuyện này khiến tất cả mọi người đều vui mừng không thôi. Xong xuôi mọi chuyện, anh gọi ba đệ tử và Phương đạo trưởng tới sân sau. Ở đại sảnh sân sau, nhìn đại đồ đệ độc cô hối, Dương Bách Xuyên chỉnh trọng trao lại kiếm hồn lấy được từ trong cơ thể Mộc Thiên Thành cho anh. Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói, nhớ kỹ, trong kiếm hồn này có kiếm ý cần cậu phải tự mình đi lĩnh hội, hơn nữa cần thời gian luyện hóa từ từ để dung hợp, ngày sau khi ra ngoài, chưa tới thời khắc sinh tử thì không được sử dụng, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Thì, sư phụ đệ tử nhớ rồi, Độc Cô Hối vui vẻ, anh có thể cảm nhận được kiếm ý ngút trời từ trong kiếm hồn. Lan đi, tự luyện hóa lĩnh hội, nhớ kỹ lần này đóng cửa bế quan 3 tháng cho tôi. Chưa đủ thời gian thì không cho phép ra ngoài, sau 3 tháng, vi sư sẽ cho cậu ra ngoài rèn luyện. Dương Bách Xuyên sắp xếp cho đồ đệ của mình, cũng vì sợ thần tông là phái Thanh Thành tìm tới báo thù, chỉ bằng để đồ đệ đi bế quan tu luyện, có thực lực thì có thể tự mình bảo vệ. Ba tháng, sư phụ, vậy có dài quá không? Lăn nhanh Dương Bách Xuyên nâng tay lên, một trưởng của anh trực tiếp đánh Độc Cô Hối bay ra cửa. Anh biết nếu không thu thập tên nhóc này thì cậu ta sẽ không chịu thành thật. Sau đó anh nhìn về phía Vương Tông Nhân nói, A Nhân, chuôi cổ kiếm này là linh khí hạ phẩm, dùng máu tươi tế luyện là có thể ẩn vào cơ thể, cậu cũng đi tu luyện đi, chưa luyện tới tầng 9 thì không được xuất quan, sau khi đạt tầng 9 thì đi tìm đạo trưởng Phương để lĩnh hội đan trúc cơ, tiến vào trúc cơ. Vâng thưa sư phụ, Vương Tông Nhân vui vẻ, cậu cung kính và trầm ổn hơn Độc Cô Hối rất nhiều. Nhận được một thanh linh khí hạ phẩm nhưng lại khiến Vương Tông Nhân thích thú, linh khí là cái gì? Cậu sớm biết qua lời của Lục Tuyết Hy. Sau khi cảm ơn sư phụ mình, Vương Tông Nhân cũng đi bế quan. Nhìn tam đồ đệ võ kiếm, Dương Bách Xuyên lấy ra một viên tam chuyển kim đan, anh nói, võ kiếm, tu vi thiên phú của cậu không tệ, đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 9, nhưng vẫn cần phải nỗ lực, ở giới võ cổ hiện tại, tiên thiên có khối người, nhưng lại rất lười biếng. Đây là tam chuyển kim đan, sau khi dùng có được bao nhiêu vận may thì phải tùy ở bản thân cậu, nhưng vi sư hy vọng cậu hãy nâng cao thực lực rồi mới dùng tới nó. Dứt lời Dương Bách Xuyên lại lấy ra 3 viên đan trúc cơ, đưa một viên cho võ kiếm. 3 viên đan trúc cơ chắc là đủ để cậu bước vào trúc cơ kỳ, đợi sau khi thăng cấp thì dùng tam chuyển kim đan, đi đi. Cảm ơn sư phụ, con nhất định sẽ không làm người thất vọng. Võ kiếm vẫn kiệm lời như cũ. Cậu uống đan dược rồi bước ra khỏi đại sảnh. Sau khi ba đồ đệ rời đi, Dương Bách Xuyên lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho đạo trưởng Phương, anh nói, lão Phương, đây là đan trúc cơ và một số tâm đắc của tôi khi luyện đan, sau khi quay về ông hãy luyện chế đan trúc cơ và đan tụ khí đưa cho các đệ tử của Vân Môn sử dụng. Nếu như ai tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 9, mỗi người sẽ được 3 viên đan trúc cơ, để bọn họ tiến vào trúc cơ kỳ. Môn chủ yên tâm. Tôi sẽ nỗ lực hết sức. Được rồi, có một số linh dược, tôi để trong mật thất sân sau, cần thứ gì thì ông có thể tự đi lấy, không đủ thì bảo công ty Vân Kỳ thu mua. Được. Đợi đạo trưởng Phương rời đi, Dương Bách Xuyên cũng bước vào trong mật thất, anh đặt 30 viên linh thạch vào kho, cho đệ tử Vân Môn dùng. Sau khi tiến vào mật thất, vung tay một cái, anh lấy ra một đống đồ từ không gian bình càn khôn, Dương Bách Xuyên cũng muốn sắp xếp lại đồ mình thu được. Một giây sau, Dương Bách Xuyên chú ý tới một cái hộp gỗ, đây là vật anh cướp được từ Địa Tâm Lão Tổ và Bạch Sơn ở đạo tràng Vu Hàm, nhưng vẫn chưa mở ra xem. Cũng không biết bên trong là gì. Dương Bách Xuyên lấy ra để xem có thứ gì dùng được hay không, hoặc là thiên tài bảo địa mà các đệ tử khác có thể sử dụng được. Sau khi nâng cao thực lực cho tất cả mọi người, thì anh mới yên tâm được. Phải đề phòng thần tông và phái Thanh Thành trả thù. Lợi ích lớn nhất mà đạo tràng Vu Hàm đạt được là vu thuật tinh huyết chú và vu y thuật. Dương Bách Xuyên cũng chưa từng xem qua, bởi vì y thuật mà sư phụ để lại cho anh còn chưa tu luyện xong.
lúc trước anh cũng chưa kiểm tra hộp gỗ giành được từ tay Địa Tâm lão tổ và Bách Sơn là thứ gì. Hôm nay thu dọn vật phẩm của mình, anh mới lấy ra xem. Sau khi mở hộp gỗ ra, nhìn thấy đồ bên trong, Dương Bách Xuyên không khỏi há mồm ngạc nhiên. Anh còn tưởng là báu vật gì đặc biệt, không ngờ bên trong hộp gỗ chỉ là một cái kén. Là một cái kén lớn bằng một đốt ngón tay út. Không biết là kén của loại sâu nào. Có ấp nở được không? Dương Bách Xuyên trợn trừng mắt, phải ấp bao lâu thì mới nở thành con? Kén là gì? Kén là vỏ bọc được hình thành do ấu trùng côn trùng nhà tơ trước khi biến thành nhộng. Không biết đạo tràng Vu Hàm siêu tầm thứ đồ này trong căn nhà tranh để làm gì? Nếu trước đây anh biết được trong hộp gỗ mà Địa Tâm lão tổ và Bách Sơn chém giết cướp giật nhau là một cái kén, anh còn lâu mới tốn sức để cướp đồ vật này. Đúng lúc này, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu anh, thằng nhóc thối, không biết chừng đây là thứ tốt, thử tế luyện bằng phương pháp huyết tế xem có gì bất ngờ không. Giọng của Vân Thiên Tà mang theo vẻ kinh hãi và không dám chắc. Lão già, đây có phải pháp khí đâu mà cần tế luyện bằng phương pháp huyết tế. Dương Bách Xuyên trừng mắt nói. Bảo con luyện tế thì cứ luyện tế đi, nói nhảm như vậy làm gì. Vi sư đã nói thế thì chắc chắn có nguyên do của vi sư. Vân Thiên Tà mất kiên nhẫn nói. Được rồi, con thử xem sao. Chắc vật đã được Vu Hàm siêu tầm chắc chắn không phải vật bình thường. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa nặn một giọt máu tươi trên đầu ngón út ra, nhỏ lên bề mặt cái kén. Sau khi máu tươi nhỏ xuống kén, trong giây lát có một luồng ánh sáng lóe lên, sau đó máu tươi biến mất không thấy dấu vết, tựa như đã được kén hấp thụ sạch sẽ. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm nhận được cái kén nhỏ này đang tỏa ra xung quanh một luồng sức mạnh sinh cơ yếu ớt. Ồ, lão già, cái kén này có dấu hiệu của sinh mệnh. Dương Bách Xuyên vô cùng ngạc nhiên. Mau luyện tế nhanh lên, thế giới rộng lớn không gì là không thể. Có gì kỳ quái đâu, con nên biết đây là đồ của Vu tộc, không thể giải thích được bằng tư duy bình thường. Con trùng bên trong kén này là rồng, đợi đến khi con luyện tế xong mới thấy rõ được. Bây giờ có vẻ bên trong vẫn còn sinh mệnh, nhưng có ấp thành hay không còn trông chờ vào vận số của thằng nhóc con. Tương truyền rằng thượng cổ Vu tộc có đại tế ti của Vu tộc nuôi dưỡng kỳ trùng trong nhân gian, nắm giữ khả năng xoay chuyển càn khôn, đánh đâu thắng đó không gì ngăn cản được. Những nơi hắn đi qua đều chỉ còn xương trắng, sinh linh vạn vật đều vô cùng kiêng kỵ. Dòng dõi cầm thú được thế gian lưu truyền tuy là vương giả vạn vật thống lĩnh vạn cầm vạn thú, nhưng chỉ có trùng là không bị cầm thú vương tộc quản thúc, tự hình thành một thể, cùng đứng ngang hàng nhau. Đây là nhân có nhân vương, thú có thú vương, trùng có trùng vương. Nói cách khác trùng có vương, có thể sánh ngang với nhân tộc và thú tộc, trên lý thuyết mỗi loại trùng tộc đều có một vương giả. Nhưng nếu đã bị cổ Vu tộc điều động thì hoặc là thông linh với Vu tộc, ký khế ước tương tự với khế ước linh hồn với nhau, hoặc là trở thành linh trùng. Vân Thiên Tà giải thích cho Dương Bách Xuyên, còn Dương Bách Xuyên đã bắt đầu tế luyện cái kén trong tay. Trong lúc chân hỏa vận chuyển, Dương Bách Xuyên không sợ chiếc kén trong tay bị cháy thành tro, bởi lẽ nếu sư phụ đã bảo anh tế luyện thì chắc chắn có lý do của sư phụ. Lại không ngờ rằng sau khi vận chuyển chân hỏa, chiếc kén trong tay hấp thụ hết sạch chân hỏa giống như người đói bụng gặp được nước và thức ăn, không chần chờ nuốt chửng xuống bụng. Dương Bách Xuyên không khỏi mừng rỡ, mẹ nó, cái kén này còn không sợ chân hỏa, thậm chí còn hấp thụ cắn nuốt. Lão già, chuyện này là thế nào? Dương Bách Xuyên kinh ngạc hỏi. Tăng thêm sức mạnh chân hỏa, thoạt nhìn thứ bên trong không phải vật tầm thường, nói không chừng thằng nhóc con lại gặp vận chó nữa rồi. Vân Thiên Tà hơi kích động nói. Dương Bách Xuyên nghe vậy càng tăng thêm cường độ chân hỏa, nhưng dù anh có thêm bao nhiêu chân hỏa, cái kén trong tay dường như vẫn nuốt chửng được tiếp. Quá yêu nghiệt, cái kén bé như ngón tay út lại có thể nuốt chửng được chân hỏa của mình. Dù đang nói chuyện nhưng chân hỏa để tế luyện trên tay Dương Bách Xuyên chưa từng dừng lại. Chừng hơn 30 phút sau, cái kén trong tay đột nhiên phát ra một tiếng răng rắc. Dương Bách Xuyên nhìn thấy trên bề mặt kén có một vết nứt. Lúc này anh định dừng lại, nhưng lại nghe thấy sư phụ Vân Thiên Tà nói, tiếp tục, đừng có ngừng, nhỏ thêm một giọt tinh huyết nữa. Dương Bách Xuyên lại nhỏ một giọt tinh huyết lên bề mặt kén, tiếp tục tế luyện bằng chân hỏa. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Sau khi giọt tinh huyết thứ hai rơi xuống mặt kén, cái kén trong tay lấp lánh ánh sáng trắng, sau đó vẫn hấp thụ hết tinh huyết trong nháy mắt như cũ. Răng rắc. Sau một tiếng vang nhỏ, xác kén vỡ tan tác. Ngay lập tức, bên trong xuất hiện một màu sắc trong suốt như thủy tinh, thoạt nhìn bên trong còn có một tầng kén như cũ. Nhưng trong đầu lại nghe thấy sư phụ Vân Thiên Tà nói, quả nhiên là thế, quả nhiên là linh trùng nhân diện. Là thằng nhóc con gặp may mắn, ha ha ha. Linh trùng nhân diện, lão già, đó là cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc Dương Bách Xuyên nghe thấy sư phụ nói đến linh trùng nhân diện, trong đầu không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh của một quái vật bên dưới là trùng lông, bên trên mọc một cái mặt người, khi hỏi câu này cũng không nhịn được phát run. Linh trùng nhân diện không phải trùng bình thường, mà là linh trùng cao cấp nhất của nhân gian. Trên đầu mọc một hoa văn rất giống với mặt người, cho nên mới gọi là linh trùng nhân diện. Ban đầu vi sư thấy khí tức hơi giống nhưng chưa dám chắc chắn, bây giờ đã phá được một tầng kén, lộ ra màu thủy tinh nên vi sư đã chắc chắn được 7, 8 phần đây chính là linh trùng nhân diện. Trùng này trời sinh đã thông linh, có tinh thần lực mạnh mẽ, miễn dịch với ngũ hành phong lôi trong trời đất. Tốc độ cực nhanh mà cơ thể lại cực nhỏ, lớp vỏ cứng rắn sánh ngang với huyền thiết, một đòn xung kích bạo phát có thể phá vỡ thép. Sau khi trưởng thành thông thiên nhập địa, là thứ làm cả vạn vật thế gian phải đau đầu. Không ngờ rằng con lại gặp được một con, thế giới của các con quả thực càng ngày càng thần bí, nhiều loại tuyệt chủng ở tu chân giới lại có tung tích ở trái đất, thật khó mà tin nổi. Xem ra thế giới trái đất này chính là thứ trong truyền thuyết kia. Nói đến đây Vân Thiên Tà lại ngừng làm Dương Bách Xuyên sốt ruột, là thứ gì? Người đang nói đến cái gì? Hỏi nhiều vậy làm gì, biết được càng nhiều càng không tốt cho con. Chuyên tâm tế luyện, cố gắng cảm thụ mối liên kết. Chờ đến khi diện linh trùng trưởng thành, tiểu tử con đến tu chân giới xưng vương xưng bá cũng được. Linh trùng nhân diện trời sinh đã thông linh, những cùng là thứ khó có thể thuần phục nhất, biện pháp duy nhất là để nó tự nguyện nhận con là chủ. Nên cần dùng nhiều tinh huyết để nuôi dưỡng. Cũng may thứ này bây giờ mới chỉ là kén, là tâm thái ban đầu, còn phải dùng tinh huyết nuôi dưỡng để sau này linh trùng nhân diện phá kén thành trùng, sau khi ấp nở sẽ tự nhận thức con là chủ. Vân Thiên Tà của trách Dương Bách Xuyên, không nói là anh biết rốt cuộc địa cầu có bí mật gì. Dương Bách Xuyên vô cùng bất đắc dĩ, ông đã không nói thì có ép cũng không được. Anh chỉ đành chuyên tâm tế luyện chiếc kén hoặc gọi là linh trùng nhân diện trong tay. Nửa giờ sau vang lên một tiếng rắc rắc. Vân Thiên Tà lập tức nhắc nhở Dương Bách Xuyên sử dụng tinh huyết. Dương Bách Xuyên méo miệng, lại bấm ra một giọt tinh huyết nhỏ lên bề mặt kén, ngoài miệng ai oán, lão già đáng chết đừng có đùa con, cứ tiếp tục như này phải cần bao nhiêu tinh huyết nữa. Đây khác gì đang muốn giết chết con. Con tưởng rằng đồ tốt trên đời có được dễ dàng như vậy à? Chuyên tâm tế luyện vào, sau 9 lần sẽ ấp nở. Vân Thiên Tà nói. Mẹ kiếp 9 lần, lão già chết tiệt, con không chịu được. Đây là tinh huyết chú không phải huyết dịch, mỗi giọt đều hao tổn tuổi thọ đấy. Dương Bách Xuyên gào lên. Thằng nhóc thối, nếu ta nói một khi ấp nở được linh trùng nhân diện thì không biết chừng sẽ giúp con đánh được cao thủ trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là kim đan kỳ, vậy con còn thấy 9 giọt tinh huyết có nhiều không? Vân Thiên Tà ung dung trách móc. Lần này Dương Bách Xuyên mới vui vẻ, nếu là vậy thì đừng nói 9 giọt tinh huyết, dù là 90 giọt anh cũng làm. Thế là tinh thần phấn chấn bắt đầu chuyên tâm tế luyện. Thời gian trôi qua từng giây, Dương Bách Xuyên không biết đã qua bao lâu, lần thứ 9 nhỏ huyết tinh xuống cái kén trong tay, đột nhiên cái kén nhỏ lóe ra ánh hào quang 7 sắc vô cùng chói sáng, làm Dương Bách Xuyên không khỏi nhắm chặt hai mắt. Đồng thời anh cũng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đang tỏa ra. Giống với uy lực mà tử tiên lão đầu thi pháp với anh ban đầu gặp mặt. Nhưng nếu cảm nhận thật kỹ, thấy được vẫn kém hơn tử tiên lão đầu một ít. Một khắc sau nhận thấy ánh sáng đã tản đi, Dương Bách Xuyên mới chậm rãi mở mắt. Anh cúi đầu nhìn, nhất thời lại trợn trừng hai mắt. Nhìn thấy vật nhỏ ở giữa lòng bàn tay, một người đàn ông như Dương Bách Xuyên cũng không khỏi mềm lòng. Ban đầu còn dài bằng ngón tay cái. Bây giờ đã biến thành một cục bằng đầu ngón út, cả người lấm chấm 7 sắc màu, bên trên mọc một hàng râu như tua vòi, 4 chân dài nhỏ có lông xù, trên đầu là 2 con mắt tròn tròn ánh lên màu hồng, cả người núc ních rất dễ thương. Đúng như sư phụ nói,
nhìn kỹ trên đỉnh đầu nó có một hoa văn giống như một mặt người. Đây là sâu mặt người ư? Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ. Đúng, bây giờ nó chỉ là một ấu trùng, còn cần phải cho nó ăn một giọt máu mỗi ngày. Cái gì, mỗi ngày một giọt? Một giọt là ít đấy, theo sự trưởng thành của trùng mặt người, lượng hút máu của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Được rồi, con dùng tinh thần lực thử kết nối với nó xem có thể trao đổi không, theo lý thuyết là có thể trao đổi, chờ nó trưởng thành con sẽ biết nó giúp ích cho con nhiều thế nào. Đừng xem thường vật nhỏ này, khí tức của nó không có bất kỳ quý tích nào, nhất là âm nhân. Khụ khụ, dù sao con biết là tốt rồi, trận chiến tối hôm qua nếu có linh trùng nhân diện ở đây, thằng nhóc con sẽ không chật vật như vậy. Khi sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên có vẻ phiền muộn, ý niệm bắt đầu thử kết nối với trùng mặt người, trong lòng vẫn rất hứng thú với âm nhân mà sư phụ đã nói, cũng hứng thú nhìn về phía linh trùng nhân diện. Khi ý niệm lực của hắn tiến vào đầu trùng mặt người, lập tức một giọng nói như trẻ đang bú sữa vang lên, suýt nữa làm anh ngã xuống. Mẹ, mẹ đói. Đây là tinh thần lực hay là ý niệm đáp lại mà trùng mặt người phản hồi? Mẹ ơi, tình huống gì đây? Dương Bách Xuyên bị một tiếng gọi mẹ làm cho choáng ngợp. Mẹ, mẹ đói. Vẫn là giọng của một đứa trẻ đang bú sữa, là linh trùng nhân diện đang dùng tinh thần lực kêu to. Vẫn giống như sư phụ nói, vật nhỏ này trời sinh đã thông linh tính. Lại là linh trùng sinh ra có trí tuệ. Dương Bách Xuyên nhìn không được uống nắn nói, gọi chủ nhân, không được gọi mẹ. Mẹ, mẹ, đói. Linh trùng nhân diện vẫn đáp lại như thế. Sắc mặt Dương Bách Xuyên hơi tái nhợt, đặc biệt là vừa mới tế luyện ấp trứng nở nên hao phí 9 giọt tinh huyết của anh còn chưa đủ, hiện tại vừa ra ngoài hóa thành sâu đã kêu đói ư. Cuối cùng anh vẫn chịu đau ép ra một giọt tinh huyết ở đầu ngón tay cho linh trùng nhân diện dùng. Sau khi linh trùng nhân diện nuốt một ngụm máu, lại còn cắn đầu ngón tay của Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên lập tức hít một hơi khí lạnh. Rít. Vội vàng vận chuyển chân khí đánh văng vật nhỏ ra. Anh không ngờ sau khi nó nuốt một ngụm máu, còn cắn vào đầu ngón tay mình, ngay cả máu cũng không buông tha. Đây là muốn lấy mạng anh sao? Ông già, vật này còn có tác dụng gì không? Nếu không có tác dụng gì lớn, con sẽ không nuôi nữa, cứ tiếp tục như vậy con chắc chắn sẽ chết vì kiệt sức mất. Trong lòng Dương Bách Xuyên sợ hãi. Thằng nhóc thối, đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Có biết chỉ vì một con linh thú nhân diện đặt ở trong tu chân giới có thể khiến cho các tông môn đại chiến không? Thứ này chính là vương giả của linh trùng, có một đặc điểm rất lớn chính là chỉ cần hấp thu được tinh huyết chân khí của người khác, có thể truyền lại cho chủ nhân gia tăng công lực. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là con phải chăm sóc linh trùng nhân diện cho tốt, nếu không đừng hòng nó truyền lại chân khí cho con. Ý gì vậy? Ý người là, trùng nhỏ có thể thôn vệ công lực của người khác rồi truyền lại cho con sao? Ánh mắt Dương Bách Xuyên lập tức phát sáng. Chính là ý này, chỉ cần con thả nó ra để tấn công kẻ thù, một khi linh trùng nhân diện có thể ra tay hấp thu công lực của bọn họ, sau đó truyền lại cho nguyên chủ nhân, đương nhiên công lực của bọn họ sẽ suy giảm, cho dù vậy cũng là tồn tại nghịch thiên. Thật lâu trước kia, tu chân giới chỉ vì sự trưởng thành không ngừng của linh trùng nhân diện mà dẫn phát một trận đại chiến, một trận chiến khiến ba tông môn siêu cấp bị phế bỏ. Con chỉ cần nuôi dưỡng linh trùng nhân diện thật tốt, chờ nó trưởng thành sẽ biết nó có thể mang đến cho con lợi ích gì, hơn nữa thứ này cũng có thể dùng linh vật trời đất để nuôi dưỡng, không nhất định phải dựa vào tinh huyết. Vi sư bảo con dùng tinh huyết cho nó ăn, mục đích là để làm sâu sắc thêm sự kết nối giữa con và linh trùng, vật này trời sinh đã thông linh, nhất là nghịch thiên, cũng rất kiêu ngạo, chăm sóc không tốt nó sẽ không trợ giúp con giết địch, được rồi, con cứ từ từ cân nhắc đi. Vi sư phải ngủ say đây. Vân Thiên Tà nói xong liền biến mất. Vâng, đây quả thực là công trùng phiên bản hấp tinh đại pháp nha. Dương Bách Xuyên nhìn linh trùng nhân diện nho nhỏ trong lòng bàn tay, nước miếng cũng chảy xuống. Trong lòng nghĩ rằng khoản đầu tư này hoàn toàn rất đáng, tuy là hiện tại còn nhỏ, nhưng lớn lên có thể báo đáp rất lớn, coi như là một khoản đầu tư dài hạn đi. Con trồn hương hương và hầu đậu đậu thì lại khác. Nhưng hai tên kia được Dương Bách Xuyên quản lỏng lẻo, sau khi trở về quê nhà, con trồn và hầu đậu đậu như biến thành ngựa hoang thoát cương, chạy nhảy như điên khắp núi, nhưng ở trên địa bàn nhà mình nên Dương Bách Xuyên cũng không lo lắng con trồn và hầu đậu đậu sẽ xảy ra chuyện.
Bây giờ lại có thêm một con trùng nhỏ, còn có một tiềm lực rất lớn, nhưng cũng là linh trùng phải trả giá rất đắt. Nhìn linh trùng nhân diện, Dương Bách Xuyên dùng tinh thần lực nói, sau này cứ gọi mày là côn trùng. Mẹ, mẹ, đói. Lại là một câu như vậy. Khóe miệng Dương Bách Xuyên co rút. Được rồi, Dương Bách Xuyên lại dưng dưng lấy một giọt tinh huyết cho nó ăn. Vài lần sau, Dương Bách Xuyên phát hiện nghi vấn. Đó là não của mình bị nước đổ vào rồi, bởi vì anh phát hiện côn trùng này chỉ biết trả lời một câu, mẹ, mẹ, đói. Nói cách khác, côn trùng không thể nói câu gì khác, bất kể câu gì ngoài câu mẹ, mẹ, đói. Điều này khiến Dương Bách Xuyên tưởng côn trùng này đói thật, cho côn trùng vài giọt tinh huyết, nhưng chính anh cũng lảo đảo, suýt chút nữa đặt mông trên mặt đất. Sau khi hiểu rõ cách kết nối với côn trùng, Dương Bách Xuyên liên tục cho côn trùng nhỏ ăn máu tươi, sau đó anh thử hạ ra một vài mệnh lệnh, lại phát hiện có một số cái côn trùng có thể nghe hiểu, có cái lại nghe không hiểu, hoặc có lẽ là dứt khoát không để ý tới mình. Mà côn trùng ăn uống no nê xong, lại vèo một cái biến mất trên người Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy. Trong lòng anh sợ hãi đến biến sắc, không ngờ con côn trùng này lại trực tiếp chui vào trong lỗ tai mình. Lần này dọa anh sợ gần chết, nếu côn trùng theo lỗ tai chui vào đầu thì làm sao đây? Lúc này sẽ phải cạy ra. Nhưng mà, sư phụ Vân Thiên Tà lại nói, đây là thói quen của linh trùng nhân diện, nó thích tìm chỗ ấm áp của cơ thể con người để ngủ nghỉ ngơi, khiến Dương Bách Xuyên không cần lo lắng. Dương Bách Xuyên bán tín bán nghi, quan sát thử, quả nhiên con côn trùng này chỉ ở cửa lỗ tai chứ không chui vào, lúc này anh mới yên tâm. Dày vò một phen suýt chút nữa lấy nửa cái mạng, nhưng đạt được một con côn trùng thần kỳ mà lại rất mạnh mà sư phụ đã nói, tâm trạng của Dương Bách Xuyên vẫn không tệ. Tiếp theo, anh tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình. Từ trong một đống đồ lớn, lại phát hiện ra hai thứ mà anh không hề quen thuộc. Thứ nhất là mảnh giấy mỏng như lá cây, cảm giác lạnh lẽo giống như ngọc chất lại giống như kim loại cứng rắn nào đó, mặt trước là hoa văn giống như kinh mạch, rất giống bản đồ, bởi vì nhìn kỹ phía trên chính là hình dáng của một dãy núi. Vật này là do lúc trước anh báo thù cho Lâm Hoan thì tìm được trên người nhà họ Thủy, sau khi giết chết Thủy Vô Ngân thì chiếm được, đến giờ anh vẫn không biết có ích gì. Thứ hai là đại pháp khôi lỗi, chiếm được từ trong quan tài của ma nữ Hồng Phật, thứ này quá tà tính. Dương Bách Xuyên luôn để ở trong không gian càn khôn chứ chưa xem qua. Hôm nay lấy ra xem thử, đích thật tà tính, trên đó ghi thuật khôi lỗi, có thể luyện người luyện thú, làm cho hành động của chúng trở thành con rối của mình, làm trái với ý trời. Nhưng hôm nay Dương Bách Xuyên lấy ra, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đem đại pháp khôi lỗi cho chị em Ngô Mặc Thu và Kiều Phúc tu luyện, dù sao trên đó cũng có một vài pháp thuật quỷ đạo, cũng thích hợp cho ba người các nàng tu luyện. Nếu đổi lại là trước kia, Dương Bách Xuyên sẽ không để cho ba người tu luyện, nhưng hiện tại tình hình đã khác, anh đã trêu chọc đến hai đại tông môn là Thần Tông và Thanh Thành, thực lực tổng thể của người ở Vân Môn không cao, không có sức tự vệ. Dứt khoát để cho ba người Kiều Phúc đi tu luyện, gia tăng thực lực bản thân. Hơn nữa chính tà cũng là trong suy nghĩ, phải xem dùng vào việc gì, chỉ cần dặn dò ba người không đi luyện hóa nhân tộc, không đi làm việc nghịch ý trời thì cũng không phải không thể. Mặt khác, thủ đoạn của thuật khôi lỗi cũng nổi tiếng ở tu chân giới, cũng không phải một gậy đánh chết người là thuật tà đạo. Tối hôm qua đi cứu Lưu Tích Kỳ, lẽ ra anh dẫn theo ba quỷ tu sẽ có thể trợ giúp được phần nào, nhưng khi không nghĩ nhiều như vậy, trong ba người chỉ có tu vi của Ngô Mặc Thu là bước vào trúc cơ nên để lại nhà canh chừng, dẫn theo Lục Tuyết Hy cũng đã bước vào trúc cơ chắc là đủ rồi. Ai mà ngờ người gặp tối qua lại yêu nghiệt như vậy. Hiện tại ngẫm lại nhất định phải tăng thực lực cho ba quỷ tu, ngày sau mình không còn ở nhà nữa, họ cũng có thể bảo vệ an toàn cho mọi người. Nhất là Ngô Mặc Thu, thiên phú của cô tốt nhất, có thể làm cho cô tiến thêm một bước, chính là cao thủ tọa trấn Vân Môn. Những vật khác cũng không có gì đặc biệt, linh thạch. Dương Bách Xuyên để lại một vài thứ cho bản thân, tất cả những thứ khác đều cho vào kho để đạo trưởng Phương luyện đan cho đệ tử Vân Môn sử dụng. Đương nhiên về linh dược. Anh đã lấy được từ trong tay Thiên Tuyệt ở Võ Đang, tất cả đều trồng ở không gian bình càn khôn, càng ngày càng tích lũy, anh tin chúng sẽ nhanh chóng trưởng thành, linh khí trong không gian bình càn khôn cũng nồng đậm hơn bên ngoài nhiều, thích hợp cho linh dược sinh trưởng.
Sau khi đặt đại pháp khôi lỗi riêng ra và phân loại các vật phẩm xong, Dương Bách Xuyên đứng dậy đi về phía vách tường, đưa tay ấn vào một cái ám cách. Sau khi vang lên tiếng ầm ầm, trên vách tường xuất hiện một cái cửa ám cách. Bên trong lộ ra một thanh kiếm cổ đen kịt. Thanh kiếm này chính là kiếm đồ long mà trước đó anh lấy được từ tiên nữ của Đàm Giao Long Cốt, vẫn bởi vì thu không được vào bình càn khôn nên không sử dụng được. Hiện tại Dương Bách Xuyên chuẩn bị dùng phương pháp huyết tế để tế luyện thử xem có thể luyện hóa sử dụng không. Kiếm đồ long chính là pháp khí phẩm cấp gì đó, ngay cả sư phụ Vân Thiên Tà cũng nhìn không ra. Cũng không biết kiếm đồ long có thể tế luyện được không. Dù sao Dương Bách Xuyên cũng phải thử xem, lần này anh đã bị ép đến góc tường rồi. Bề ngoài nhìn như thoải mái không có chuyện gì, nội tâm thật ra rất lo lắng. Thần Tông và Thanh Thành đều là tông môn cổ xưa, những tông môn cổ xưa này tồn tại rất nhiều võ cổ giả tiên thiên. Quan trọng hơn là thời điểm giết chết Đinh Thiền đã uy hiếp anh, nói Thần Tông có tiên thiên tầng 9 tồn tại, đây mới là chuyện Dương Bách Xuyên lo lắng. Tu hành càng đến giai đoạn sau, càng phân biệt rõ ràng, võ cổ giả tiên thiên tầng 1 nhất trọng thiên, tu chân cũng như thế. Bây giờ anh mới là trúc cơ kỳ tầng 4, dùng hết sức tất cả các thủ đoạn ra cũng chỉ có thể chiến đấu với tiên thiên tầng 7. Nhưng gặp phải tiên thiên tầng 8, 9 thì phải thay đổi cách ứng đối thế nào đây? Cho nên, trong đầu Dương Bách Xuyên chỉ có một ý nghĩ hết mọi cách tăng sức chiến đấu của mình lên. Kiếm đồ long có thể tế luyện cho mình sử dụng, lúc đó chắc sẽ khả quan hơn. Hôm nay sắp xếp lại thu hoạch, cũng để gia tăng thực lực cho đệ tử Vân Môn. Anh không thể suốt ngày ở nhà mà không đi ra ngoài, những người khác càng phải như vậy. Mặc dù có tử tiên lão đầu có khả năng vượt qua tiên thiên bảo vệ ở tổng bộ Vân Môn, nhưng Dương Bách Xuyên không thể trông cậy vào tử tiên lão đầu điên điên khùng khùng cả đời được. Chỉ có không ngừng cố gắng tăng tu vi của mình mới là vương đạo. Thợ rèn sắt cũng cần có sự cứng rắn của bản thân. Đạo lý này ai cũng hiểu. Anh nhỏ một giọt tinh huyết xuống kiếm đồ long đang cầm trong tay, vận chuyển chân hỏa lên và bắt đầu tế luyện. Giống như lần đầu tiên lấy máu thử, kiếm đồ long vẫn không hấp thu tinh huyết vào. Điều này lòng Dương Bách Xuyên lập tức trầm xuống. Nhưng đồng thời cũng kích phát tính tình bực bội của anh. Ông đây không tin tế luyện không thay đổi được mày. Anh nói thầm một câu, sau đó gia tăng uy lực chân hỏa, tiếp tục luyện hóa. Dương Bách Xuyên phát cáu nên làm chuyện ngu ngốc rồi, nhất quyết sống chết với kiếm đồ long. Chịu đựng sự tế luyện từ từ của chân hỏa, anh ôm một suy nghĩ muốn luyện kiếm đồ long thành nước. Kiếm đồ long vẫn bướng bỉnh y như Dương Bách Xuyên, bất luận anh có dùng chân hỏa tế luyện thế nào thì nó vẫn không sứt mẻ chút nào. Dương Bách Xuyên tức giận đến mức gào thét, cái thanh kiếm chó má gì thế này, còn không bằng đống sắt vụn bán đồng nát. Dứt lời, anh cảm thấy kiếm đồ long trong tay run lên. Yo! Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, chẳng lẽ thứ này có linh hồn bên trong sao? Tế luyện không có tác dụng, anh mới mắng một câu không bằng đống sắt vụn thì nó lại có phản ứng. Bị sỉ nhục sao? Không thể sử dụng thì mày chính là sắt vụn. Dương Mỗ phát hiện mắng chửi có tác dụng, anh không tế luyện nữa mà bắt đầu mắng chửi. Trong nháy mắt anh liền hóa thân thành người đàn bà chanh chua mắng chửi ngoài đường phố. Theo lời mắng chửi của anh, kiếm đồ long rung động càng ngày càng lớn. Càng như thế, Dương Bách Xuyên càng chửi những lời khó nghe. Một khắc nào đó, một luồng ánh sáng bạc chói mắt bắn ra, vang tiếng ầm ầm. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy bụng dưới quặn đau. Kiếm đồ long trong tay vậy mà lại biến mất. Phụt, anh lập tức phun ra một ngụm máu. Mà anh rõ ràng cảm nhận được trong đan điền xuất hiện một thanh kiếm cổ, chính là kiếm đồ long, nhưng giờ phút này kiếm đồ long đã thay đổi hình dáng, toàn thân trở thành màu bạc, ánh sáng sắc bén, lơ lửng trong đan điền để hưởng thụ chân khí tẩm bổ. Duy chỉ có bụng Dương Bách Xuyên xuất hiện một cái lỗ máu. Bụng xuất hiện từng đợt quặn đau. Mẹ nó! Đây rõ ràng là kiếm đê tiện mà. Lúc này anh xác định kiếm đồ long thật sự có linh tồn, sau khi anh mắng chửi, nó lại chui vào trong đan điền của mình. Nó đâm vào bụng dưới của Dương Bách Xuyên thành một lỗ máu để trả thù. Lỗ máu chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần một giọt nước sinh mệnh là có thể chữa trị. Lúc này, anh rốt cục nở nụ cười,
không ngờ kiếm đồ long lại dùng phương thức này để nhận chủ. Vừa buồn cười vừa bất lực. Cho dù là kiếm đồ long có linh hồn của người chết, nhìn qua cũng là một mặt hàng kỳ quái. Trong đầu anh cũng có thể cảm nhận được mình có một mối liên hệ vô hình nào đó với kiếm đồ long. Ý niệm vừa khẽ động để triệu hồi ra. Ngay lập tức, kiếm đồ long xuất hiện trong tay anh, cầm nó trong tay quan sát, Dương Bách Xuyên phát hiện trên kiếm đồ long không còn màu đen kịt nữa, thanh kiếm này có màu bạc, toàn thân lấp lánh ánh sáng bạc, còn có vầng sáng lưu chuyển. Lúc trước nổ vang bạo liệt, bởi vì là sau khi ngủ say thức tỉnh thoát biến, hiện tại kiếm đồ long có linh khí. Dùng tinh thần lực thử kết nối với nó, để xem trong kiếm có kiếm linh tồn tại hay không, nếu có, sử dụng sẽ có thể phát huy ra uy lực rất lớn. Nhưng mà, điều làm cho Dương Bách Xuyên không ngờ tới chính là tinh thần lực của anh bị tổ chức ở bên ngoài, căn bản không vào được. Điều này chứng tỏ kiếm linh bên trong kiếm đồ long cũng không chấp nhận anh, cũng không phát huy được uy lực thật sự của kiếm đồ long. Bây giờ cầm trong tay cùng lắm chỉ có thể sử dụng làm pháp khí bình thường. Nhưng có thể thu vào đan điền, điều này biểu thị bước đầu tiên đã thành công, mặt ngoài thì đã nhận chủ, còn lại thì từ từ sẽ đến. Kiếm đồ long rốt cuộc là cấp bậc gì, Dương Bách Xuyên càng thêm tò mò, có một điểm có thể khẳng định chính là, cho dù kiếm linh của kiếm đồ long không tuân theo sự chỉ dẫn, nhưng chỉ cần cấp bậc thân kiếm cũng mạnh hơn linh khí trung phẩm rồi. Cho nên Dương Bách Xuyên rất hài lòng. Dưới tác dụng của nước sinh mệnh, lỗ máu ở bụng dưới khôi phục rất nhanh. Tâm niệm vừa động, sau đó anh thu hồi kiếm đồ long vào trong đan điền. Trong đan điền hiện giờ xem như là có hai món pháp khí, vảy rồng có chỗ tốt của vảy rồng, kiếm đồ long có tác dụng của kiếm đồ long. Lập tức, Dương Bách Xuyên đưa tay lấy khôi giáp chiếm được từ trên người Đinh Thiền ra, dứt khoát cùng nhau tế luyện. Vật này vốn định tặng người ta, nhưng nghĩ đến chuyện nó là linh khí phòng ngực của Đinh Thiền phòng, mà Đinh Thiền là thiếu chủ của thần tông. Đưa cho những người khác sẽ gây nên phiền phức lớn, chỉ bằng tự mình sử dụng vậy. Luyện hóa khôi giáp không có chút trở ngại nào, nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên đã mặc trên người, đồng thời tại giây phút luyện hóa kia, chuông trong đầu cũng truyền đến tin tức của khôi giáp. Bộ khôi giáp này có tên là Thanh Tước, khôi giáp Thanh Tước, cấp bậc linh khí trung phẩm. Có thể dùng ý niệm tùy ý điều chỉnh sự thay đổi cao thấp của nó. Dùng một ý niệm là có thể xuất hiện trên người ngay, khi không cần thì cất giấu trong cơ thể. Nó thực sự dùng rất tốt. Hiện giờ, Dương Bách Xuyên có thể nói là được vũ trang dâng đến tận răng. Nếu tu vi có thể tăng lên, sẽ không sợ thần tông và cao thủ của Thanh Thành đến báo thù nữa. Đáng tiếc là, cho dù bất luận đan dược nào, sử dụng viên thứ nhất đều có hiệu quả, nhưng viên thứ hai lại có hiệu quả rất ít. Chính vì vậy, Dương Bách Xuyên nghĩ chỉ bằng để lại tam chuyển kim đan cho người cần ở Vân Môn. Sau đó cũng không cần tu luyện, đi ra ngoài tìm được ba người kiều phúc rồi truyền thụ đại pháp khôi lỗi cho bọn họ. Hơn nữa chỉ cần một viên tam chuyển kim đan là đủ cho ba người bọn họ sử dụng. Hiện giờ, trong tay anh chỉ còn lại một viên tam chuyển kim đan, viên cuối cùng anh để lại cho Độc Cô Vô Tình. Sau khi dặn dò ba người kiều phúc, Dương Bách Xuyên ra khỏi mật thất. Ngày hôm sau, anh tiến Triệu Nam và Lục Tuyết Hy đến Cố Đô để trấn giữ Vân Kỳ. Hiệu quả tu luyện một đêm của Triệu Nam và Lục Tuyết Hy làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy rất hài lòng. Chính xác mà nói là tam chuyển kim đan công hiệu. Triệu Nam từ luyện khí kỳ tầng 4 bước vào trúc cơ tầng 1, hiệu quả rất rõ ràng. Mà Lục Tuyết Hy càng khủng bố hơn, một viên tam chuyển kim đan đã khiến cô trực tiếp từ trúc cơ kỳ tầng 1 tăng tới trúc cơ tầng 9. Thật sự là làm cho Dương Bách Xuyên hâm mộ. Đương nhiên nguyên nhân trong đó không chỉ có công hiệu của tam chuyển kim đan. Nguyên nhân chính là do bản thân Lục Tuyết Hy trước đó đã là tu vi kim đan kỳ, có cảnh giới kim đan bày ra, đối với cô, chỉ có đủ linh khí là có thể cưỡi cung tên trở về tu vi đỉnh phong. Hơn nữa, bản thân tam chuyển kim đan chính là đan dược cao cấp, là dùng cỏ cửu chuyển hồn hoàn để luyện chế thành, đối với Lục Tuyết Hy sẽ có hiệu quả rõ ràng nhất. Chủ yếu Lục Tuyết Hy là linh căn đơn hệ, tu luyện đương nhiên rất nhanh. Đi so sánh người với người sẽ khiến người ta tức chết mất. Dương Bách Xuyên ngẫm lại mình là linh căn ngũ hành, việc tu luyện so với người khác chậm hơn gấp mấy lần, một viên tam chuyển kim đan mới thăng cấp 3 tiểu cảnh giới.
Lục Tuyết Hy tăng trực tiếp 9 tiểu cảnh giới, thiếu một bước là có thể trở thành kim đan, thật là hâm mộ. Mà Triệu Nam cũng vượt qua một đại cảnh giới. Hiện tại Dương Bách Xuyên vô cùng chờ mong chị em Kiều Phúc, Ngô Mặc Thu, Ngô Mặc Hạ tu luyện, không biết ba người bọn họ sau khi dùng tam chuyển kim đan có thể đạt được hiệu quả gì. Còn có tam đồ đệ võ kiếm này. Đáng tiếc, cỏ cửu chuyển hoàn hồn ở chỗ tam diệp, tam hoa đều không còn, anh trồng ba hạt giống cỏ cửu chuyển hoàn hồn trong bình càn khôn bình còn không biết thời gian nào mới có thể mọc ra. Nếu không, có đủ tam chuyển kim đan, Dương Bách Xuyên đều có thể làm cho tất cả mọi người của Vân Môn bước vào trúc cơ kỳ, sánh vai với võ cổ giả tiên thiên, đến lúc đó, tổng thể Vân Môn mới có thể so sánh với những tông môn cổ xưa kia. Vẫn cần cố gắng hơn nhiều rồi. Lúc Triệu Nam và Lục Tuyết Hy rời đi, Dương Bách Xuyên tự nhủ. Lục Tuyết Hy có tu vi trúc cơ tầng 9 trong người, hơn nữa bản thân Triệu Nam cũng bước vào trúc cơ kỳ tầng 1, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng có thể yên tâm để bọn họ đi ra ngoài cố đô. Trong mấy người phụ nữ, Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình xem như đã thành công đạt trúc cơ. Còn lại mấy người, Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ nghĩ cách, hiện tại tính ra chỉ thiếu một U Dương Ngọc Thanh và Bộ Thanh Mai là chưa có tu vi gì. U Dương Ngọc Thanh còn dễ nói, đến tổng bộ Vân Môn đã thành công cảm nhận được linh khí trời đất dưới sự trợ giúp của mọi người. Duy chỉ có Bộ Thanh Mai vừa mới đến Vân Môn, hiện tại vẫn còn ngây ngốc. Sau khi Dương Bách Xuyên trở lại phòng khách, anh dặn dò mấy người em gái Dương San San và Khưu Vân, Ninh Kha, bảo các cô giảng cho Bộ Thanh Mai một chút kiến thức về tu luyện trước, sau đó anh sẽ giúp Bộ Thanh Mai dẫn khí. Ngay khi mọi người đang phổ cập kiến thức thực tế cho Bộ Thanh Mai, ngoài cửa có tiếng còi xe vang lên. Ba đồ đệ và Kiều Phúc đều đang bế quan, Dương Bách Xuyên tự mình ra cửa xem là ai đến. Vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy một ông già khoảng 60 tuổi, mặc đường trang, hình như quen biết Dương Bách Xuyên, sau khi xuống xe nhìn Dương Bách Xuyên hỏi, xin hỏi các hạ chính là Dương Bách Xuyên tiên sinh. Là tôi, ngài là, Dương Bách Xuyên nghi hoặc. Anh chưa từng gặp qua người này. Lão hạ là Độc Cô Văn, chính là chú hai của Độc Cô Vô Tình, hôm nay đặc biệt đến bái lại Dương tiên sinh. Dương Bách Xuyên không ngờ nhà họ Độc Cô lại có người tới, hơn nữa còn là chú hai của Độc Cô Vô Tình tới. Cũng không biết là thân dòng chính hay là chi thứ. Trong lòng nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên vội vàng ôm quyền nói, thì ra là Độc Cô tiên sinh, mau mời vào. Tiên sinh, mời. Hai người một trước một sau đi vào sảnh lớn ngồi. Dương Bách Xuyên bảo Khưu Vân đi pha trà, sau đó anh mới nhìn về phía Độc Cô Văn nói, Độc Cô tiên sinh đến đây có phải là có việc hay không? Từ lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Văn, Dương Bách Xuyên đã thấy ông ta cau mày, chắc chắn là có tâm sự nên anh thẳng thắn hỏi. Không giấu tiên sinh, lão già đến bái kiến lần này, thứ nhất là cảm ơn tiên sinh đã thu nhận Độc Cô Hối của gia tộc Độc Cô tôi làm đồ đệ. Thật ra vẫn luôn muốn đến thăm hỏi, chỉ là Vô Tình và Vô Hối không đề cập tới chuyện này, cũng không tiện đến quấy rầy. Lần này ra ngoài cũng có ý muốn gặp mặt tiên sinh, nghe Vô Tình trở về gia tộc có nói là tu vi của tiên sinh thông thiên, chị em các cô cũng gia nhập Vân Môn, đây xem như là chuyện tốt, gia tộc Độc Cô và tiên sinh Vân Môn coi như là tiếp nhận nồng hậu, hẳn là xem như là người một nhà tiên sinh nhỉ. Độc Cô Văn chậm rãi hỏi. Đương nhiên là thế. Độc Cô Hối chính là đại đệ tử của tôi, Độc Cô Vô Tình lại càng là người quan trọng của Vân Môn tôi, trên dưới Vân Môn của tôi và nhà họ Độc Cô tất nhiên là người một nhà. Dương Bách Xuyên suýt nữa đã nói Độc Cô Vô Tình là người phụ nữ của tôi, nhưng lời đến miệng ngẫm lại vẫn nên thay đổi, dù sao anh cũng không biết Độc Cô Vô Tình có từng nói chuyện giữa bọn họ cho gia tộc biết không. Mạo hiểm nói ra sẽ rất xấu hổ. Độc Cô Văn nghe Dương Bách Xuyên nói vậy. Trên mặt lập tức mừng rỡ, thật ra lần này đến là vì ông ta muốn xin giúp đỡ, vốn còn tưởng Dương Bách Xuyên không dễ nói chuyện, không ngờ người ta lại dứt khoát tán thành lời của mình, vậy thì dễ rồi. Độc Cô Văn hít sâu một hơi rồi đứng lên, ôm quyền hành lễ với Bách Xuyên, kính xin tiên sinh cứu Vô Tình, con bé là trụ cột của toàn bộ nhà họ Độc Cô chúng tôi, gia tộc Độc Cô không thể mất đi con bé. Nói xong Độc Cô Văn còn cúi đầu rất thấp. Dương Bách Xuyên nghe vậy. Trong lòng sợ hãi, sắc mặt thay đổi và đứng dậy lớn tiếng nói, Vô Tình làm sao vậy? Ở trong lòng Dương Bách Xuyên còn tưởng rằng Độc Cô Vô Tình xảy ra chuyện, có phải bị Thần Tông và Thanh Thành trả thù không? Anh không khỏi mất đi bình tĩnh,
nhìn Độc Cô Văn lớn tiếng hỏi. Độc Cô Văn vừa thấy Dương Bách Xuyên khẩn trương thậm chí là thái quá, sau khi nghe đến Độc Cô Vô Tình, trong lòng ông ta càng tin tưởng lần này đến đúng rồi, cũng nghĩ đến một vấn đề, có thể giữa Vô Tình và Dương Bách Xuyên. Đương nhiên những vấn đề bát quái này hiện tại cũng không có thời gian để ý tới, ông ta vội vàng nói với Dương Bách Xuyên, tiên sinh, là như vậy, sau khi Vô Tình trở về gia tộc 2 ngày trước, con bé đột nhiên nói muốn đi tế bái cha mẹ, lần này sau khi đi lại không xuất hiện nữa. Vấn đề là nơi đó chính là cấm địa của gia tộc Độc Cô, đi vào coi như là chôn sống. Cha mẹ Độc Cô Vô Tình chính là biến mất từ chỗ đó, mấy năm trước Độc Cô Vô Tình đã đi vào một lần, suýt chút nữa không đi ra được, sau khi đi ra thì mặt cũng biến dạng, hiện tại cô lại một lần nữa đi vào, điều này làm cho người của gia tộc Độc Cô đều rất lo lắng. Vô Tình và Vô Hối là người nổi bật trong thế hệ trẻ của gia tộc Độc Cô, cũng là thành viên tiềm lực duy nhất. Chị em bọn họ ai mà gặp chuyện không may thì đều là tai nạn đối với gia tộc Độc Cô. Gia tộc Độc Cô chúng tôi mấy trăm năm trước cũng là gia tộc ẩn thế gần với tông môn cổ xưa, nhưng cũng dần dần cô đơn, thật vất vả mới xuất hiện 2 đệ tử Độc Cô Vô Tình và Độc Cô Hối có thiên phú không tồi này, cũng không hy vọng ai trong số bọn họ gặp chuyện không may, lần này lão già này tới chính là cầu tiên sinh nghĩ cách xem có thể cứu Vô Tình ra không. Chỗ kia đi vào dễ dàng nhưng đi ra thì khó. Kính xin tiên sinh giúp gia tộc chúng tôi. Độc Cô Văn khẩn cầu nói. Dương Bách Xuyên nghe vậy, trong lòng run lên, sau đó cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải người của Thần Tông và Thanh Thành nhúng tay là tốt rồi. Về phần cấm địa của gia tộc Độc Cô, cũng chính là nơi cha mẹ Độc Cô Vô Tình biến mất, trước kia Dương Bách Xuyên đã từng nghe Độc Cô Vô Tình nói qua, cũng đồng ý cùng cô đi xem, bây giờ không ngờ cô lại tự mình đi. Ngẫm lại anh cũng âm thầm tự trách, anh đã đồng ý với Độc Cô Vô Tình nhưng lại không làm được. Việc này chắc chắn phải cứu cô ra được. Có thể bị nhà họ Độc Cô coi là cấm địa, Độc Cô Vô Tình cũng là đi vào nơi mà mình đã bị vây khốn vài năm, làm bản thân mắc chứng bệnh biểu cảm khác thường, đủ để chứng tỏ chỗ kia rất nguy hiểm. Trong lòng anh không khỏi tức giận, Độc Cô Vô Tình không lo lắng sao? Độc Cô tiên sinh đứng lên đi, chuyện này tôi đồng ý. Dương Bách Xuyên nói và đỡ Độc Cô Văn dậy, Độc Cô Vô Tình là người phụ nữ của mình, nào có đạo lý không cứu. Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh, à đúng rồi, ở chỗ tôi còn có một phần thư là do Vô Tình để lại cho tiên sinh. Độc Cô Văn vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một phần thư giấy. Kết quả, Dương Bách Xuyên vừa nhìn cũng không mở ra ngay, trên đó viết Bách Xuyên thân mến. Khưu Vân, dẫn Độc Cô tiên sinh xuống nghỉ ngơi. Tiếp đón cho tốt. Dương Bách Xuyên dặn dò Khưu Vân xong, còn nói với Độc Cô Văn, Độc Cô tiên sinh đi nghỉ ngơi trước, tôi dặn dò mọi người, sau đó sẽ đi Ba Thục. Cảm ơn tiên sinh, Độc Cô Văn cuối cùng cũng yên tâm. Chờ sau khi Độc Cô Văn đi ra ngoài, Dương Bách Xuyên mới mở thư. Bách Xuyên, thấy chữ như thấy mặt. Mấy trăm chữ, lại thấy trong lòng Dương Bách Xuyên có một nỗi hoảng sợ khó hiểu. Đây là thư tạm biệt mà Độc Cô Vô Tình để lại cho anh, càng giống như một phần di ngôn. Trong thư, Độc Cô Vô Tình bày tỏ tình cảm với Dương Bách Xuyên, tỏ vẻ cô không oán không hận, mặc dù cô không nói đến việc đi vào cấm địa nhà họ Độc Cô, nhưng nói ngày sau nếu cô không trở về thì xin Dương Bách Xuyên chăm sóc em trai Độc Cô Hối. Dù sao bức thư cũng tràn ngập tình cảm dứt khoát, khiến trong lòng Dương Bách Xuyên rất bối rối. Từ nội dung bức thư, Dương Bách Xuyên cũng có thể cảm thấy Độc Cô Vô Tình không nỡ. Sau khi đọc xong thư, Dương Bách Xuyên đứng dậy đi thẳng lên núi Lão Thôn và đi tìm Tử Tiên Lão Đầu, anh quyết định muốn đi Ba Thục ngay lập tức. Độc Cô Vô Tình biểu đạt khí tức cô không thể trở về, điều này chứng tỏ cấm địa nhà họ Độc Cô thật sự rất nguy hiểm, nếu như đi trễ, ngộ nhỡ Độc Cô Vô Tình xảy ra chuyện thì anh hối hận cả đời mất. Tìm Tử Tiên Lão Đầu nói rõ anh muốn rời đi. Bảo ông cụ thay anh chăm sóc mọi chuyện trong nhà. Ông già nói thẳng một câu, để lại toàn bộ rượu ngon trên người cậu cho lão phu, tất cả sẽ dễ thương lượng hơn. Dương Bách Xuyên đã biết tính nết của Tử Tiên Lão Đầu, trước khi lên núi đã chuẩn bị xong, anh bày ra một cái dương lớn đặt ở trước mặt Tử Tiên Lão Đầu và nói, đại trưởng lão à, tổng cộng có 6 bình rượu, con cũng chưa từng uống qua ngụm nào, tất cả đều ở chỗ này. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa mở dương cho Tử Tiên Lão Đầu xem. Xì một tiếng, Tử Tiên Lão Đầu từ trên tảng đá lớn đi xuống, đã đứng ở trước mặt Dương Bách Xuyên,
có cảm giác như thần không biết quỷ giác, tốc độ nhanh đến mức Dương Bách Xuyên cũng kinh sợ. Theo tu vi tăng lên, Dương Bách Xuyên càng cảm thấy tử tiên lão đầu thâm sâu khó lường. Ha ha, thằng nhóc nhà cậu coi như có lòng, yên tâm đi, vân môn này cứ để cho lão phu bảo vệ. Dương Bách Xuyên rất thích nghe lời khí phách này của lão đầu. Thật ra cũng là hiện thân của thực lực. Sau khi tán gẫu vài câu, Dương Bách Xuyên tìm được Hầu Đậu Đậu và con trồn, còn có một vượng tử, dặn dò ba đầu linh thú một chút rồi xuống núi. Về đến nhà, anh nói với bà nội có việc phải đi công tác, anh không nói nhiều với bà nội về việc tu chân, sợ bà lo lắng. Sau khi tạm biệt người nhà, Dương Bách Xuyên lập tức cùng Độc Cô Văn xuất phát đi Ba Thục, nhà họ Độc Cô ở một nơi nào đó trên núi Nga Mi ở Ba Thục. Lái xe trực tiếp vào Tứ Xuyên, 4 giờ chiều đã đến gia tộc Độc Cô. Vốn dĩ Độc Cô Văn muốn tiếp sức cho Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Bách Xuyên không có tâm trạng, bảo ông ta trực tiếp dẫn mình tiến vào cấm địa của gia tộc Độc Cô, đi sớm một phút thì Độc Cô vô tình sẽ bớt đi một phần nguy hiểm. Gia tộc Độc Cô ở trong một thôn nhỏ cách phía sơn đông của Nga Mi 10 dặm, nhìn giống như khu dân cư bình thường, nhưng thật ra trong gia tộc đều là võ cổ giả. Mà cấm địa của gia tộc Độc Cô chính là một sơn cốc nhỏ ở phía đông đầu thôn. Sau khi theo Độc Cô Văn tiến vào sơn cốc, ước chừng nửa giờ thì đi tới dưới chân một ngọn núi trong sơn cốc, trong tầm mắt xuất hiện một vách đá dựng đứng chui vào trong mây, nhìn từ xa e là không dưới ngàn trượng. Độc Cô Văn nói, tiên sinh, sau khi vượt qua ngọn núi này chính là cấm địa của gia tộc Độc Cô, nhân tài của gia tộc chúng tôi đều đã suy tàn nên không còn tồn tại tiên thiên, tu vi ám kình không thể lên được. Cũng chỉ có Độc Cô Vô Tình và cha mẹ con bé là võ cổ giả tiên thiên mới lên được. Thế nhưng cha mẹ Vô Tình 30 năm trước đã biến mất ở cấm địa, đây cũng là nguyên nhân Vô Tình luôn muốn đi vào cấm địa tìm cha mẹ, lão già vô năng chỉ có thể đưa tiên sinh đến nơi này. Độc Cô Văn nói. Ông trở về đi, tôi tự mình đi lên. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên dùng thuật ngự phong vận khởi trực tiếp phi thân lên. Ước chừng sau ngàn trượng. Đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực vô hình xuất hiện, làm cho cơ thể anh suýt chút nữa rơi xuống, anh vội vàng đưa tay nắm lên vách núi, từ từ bò lên trên. Vách đá dựng đứng giống như cái gương vuông góc bình thường, hơn nữa sau 300 trượng lại xuất hiện áp lực, đích thật không có tu vi tiên thiên là không lên được. 10 ngón tay vận chuyển chân khí, mỗi một cái đều đâm vào trong vách đá, Dương Bách Xuyên giống như nhện nhanh chóng đi lên trên. Một giờ sau, cuối cùng anh đã leo lên đỉnh núi. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên đỉnh núi, cũng không khỏi bật ra một tiếng thô lỗ, lừa tôi à. Toàn bộ đỉnh núi cũng không lớn, liếc mắt nhìn lại cũng chỉ có 8-90 phần bằng phẳng, có thể là nguyên nhân quá cao, cũng không có thảm thực vật cỡ lớn, chỉ có một ít cỏ dại. Căn bản không có đường đi, làm sao có thể là cấm địa của gia tộc Độc Cô. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên đi tới vách núi, cuối cùng nhìn ra một chút đạo lý huyền diệu. Ngọn núi cao ngàn trượng này quả thực chính là một chiếc gương hai mặt, từ chính diện đi lên lại phải từ phía trên đi xuống. Nói tiếp là bởi vì, anh phát hiện phía sau chính là một cái hố trời rất lớn, nhìn xuống là cảnh tượng mây mù lượn lờ, cũng không nhìn thấy phía dưới có cái gì. Toàn bộ đỉnh núi cũng có tồn tại một luồng áp lực vô hình, thuật ngự phong cũng không dùng được. Hiện tại xem ra anh vẫn muốn nằm sấp đi xuống phía sau vách đá dựng đứng này. Có lẽ hố trời phía dưới mới là nơi cấm địa của gia tộc Độc Cô. Cũng không biết là nơi như thế nào. Dương Bách Xuyên không có lựa chọn nào khác, hai tay vẫn như trước đâm vào vách đá dựng đứng và bắt đầu đi xuống. Lúc đi xuống, Dương Bách Xuyên tốn 2 giờ, vẫn như trước, ở thời điểm đi được 300 trượng trong không khí lại xuất hiện áp lực vô hình này. Lập tức anh sử dụng thuật ngự phong để cất cánh và đáp xuống. Lúc phi hành rơi xuống, nhìn từ trên xuống dưới, phía dưới là sương mù dày đặc, căn bản không thấy rõ toàn bộ hố trời sâu bao nhiêu, cũng không biết phía dưới là tình huống gì. Dương Bách Xuyên muốn phóng thích linh thức đi xem xét, cũng là phát hiện nơi này ngăn cách linh thức, hiện tại như thành người mù mắt. Không thể dùng linh thức cũng nằm trong dữ liệu của anh, nơi này chính là cấm địa mà gia tộc Độc Cô đã nói. Độc Cô Vô Tình cũng từng nói với anh về nơi kỳ quái này, không phải là nơi bình thường, cũng coi như bình thường. Càng rơi xuống, ánh sáng càng lúc càng mờ ảo. Nơi này bốn phía đều là núi đá vần quanh, hình thành hố trời ai biết phía dưới là tình huống gì,
Dương Bách Xuyên không dám có chút sơ suất nào. Dần dần xuống. Hơn nửa giờ, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng không nhìn thấy sương mù dày đặc nữa mà nhìn thấy mặt đất. Sau khi hạ xuống nhìn, sương mù dày đặc ngưng tụ cách mặt đất hơn 30 thước mà không tan, toàn bộ mặt đất và mặt trên bị sương mù ngăn cách. Giống như là tự hình thành một giới vậy. Có một chỗ kỳ quái chính là, nơi này cũng không đen tối như trong tưởng tượng của Dương Bách Xuyên, mặc dù nhìn như trời sắp tối, thế nhưng cái chỗ này giống như được sương trắng chiếu rọi, vậy mà chỉ là mờ mị chứ không có tối đen như trong tưởng tượng. Hiện tượng rất kỳ lạ xuất hiện ở đây. Nhìn qua nơi này rất lớn, liếc mắt một cái thì không thể nhìn thấy điểm cuối. Cái này cũng không giống như bộ dáng đứng ở trên đỉnh núi nhìn thấy hố trời, lúc trước ở trên đỉnh núi, Dương Bách Xuyên nhìn thấy là cách gần ngàn thước sẽ có ngọn núi khác, tạo thành một hình dạng vần quanh, nhưng sau khi xuống nhìn, nơi này vượt xa ngàn thước. Nó giống như đi vào một thung lũng hoặc một thế giới khác. Đi về phía trước một đoạn đường để xem thử, Dương Bách Xuyên xác định nơi này chính là một cái vùng đất hố trời tự nhiên, chẳng qua là hình chữ nhật. Cho nên nhìn qua liếc mắt một cái sẽ nhìn không thấy điểm cuối, chiều rộng cũng hơn ngàn thước. Hoàn cảnh xung quanh cũng trở thành hai thái cực, một đầu hướng nam không có cỏ mọc, một đầu hướng bắc lại là xanh tươi tốt, thảm thực vật tươi tốt vô cùng. Một phút nào đó, Dương Bách Xuyên đột nhiên phát hiện dấu chân ở hướng nam cách đó hơn 10 thước. Trong lòng khẽ động vội vàng đi qua xem xét, anh xác định là dấu chân mới, hơn nữa dấu chân rất nhỏ. Điều này chứng tỏ là dấu chân của phụ nữ, trong lòng nghĩ 80% chính là do độc cô vô tình để lại. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên đi lần theo dấu chân. Hy vọng có thể tìm được độc cô vô tình. Lúc Dương Bách Xuyên đi được mấy trăm thước, ánh sáng phía trước đột nhiên tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn thì thấy một cái sơn thể thật lớn, là động đá vôi tự nhiên. Đoán chừng dài khoảng 300-400 thước, độ cao cũng có 30-40 thước. Nhìn về phía trước chỉ có một mảnh đen kịt, căn bản nhìn không ra hang động này sâu bao nhiêu. Đi thẳng tới đó, bốn phía xung quanh đều không có một ngọn cỏ nào mọc được. Bùn đất là màu xám đen. Vẫn không thể sử dụng linh thức. Nhìn dấu chân trên mặt đất, anh đi thẳng vào trong hang động núi khổng lồ này. Dương Bách Xuyên chỉ có thể tiếp tục đi tới, anh nhất định phải tìm được độc cô vô tình. Dương Bách Xuyên lấy ra một cái đèn pin từ bình càn khôn để chiếu sáng đường đi. Sau khi đi vào hang động ước chừng hơn 30 thước, Dương Bách Xuyên cảm nhận được một luồng khí lạnh u ám, toàn bộ ngọn núi vẫn tiến lên một cách cân bằng. Càng đi vào bên trong càng ẩm ướt, nhưng Dương Bách Xuyên cũng phát hiện nơi này có con đường do con người đục ra, một số chỗ dốc lên hoặc là dốc xuống đều được mở ra bậc thang. Ước chừng hơn 10 phút sau, trong tai Dương Bách Xuyên đột nhiên nghe được một tiếng gầm. M thanh rất xa xôi, dường như còn ở nơi cách đó mấy ngàn thước, rất trầm thấp. Càng không phải là âm thanh mà con người có khả năng phát ra, mà là âm thanh của một loại thú nào đó. Nghe được tiếng giống này, sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, rốt cuộc không thèm để ý cẩn thận gì nữa, nhấc chân chạy như điên đến chỗ sâu nhất ở phía trước. Nếu như là độc cô vô tình gặp phải yêu thú nào đó ở bên trong thì sao? Tình huống này rất có thể. Nơi này vô cùng quỷ dị, một ngọn cỏ cũng không mọc được, ngay cả linh thức cũng không thể sử dụng, nếu như xuất hiện yêu thú gì đó thì chắc chắn rất nguy hiểm. Dương Bách Xuyên nghĩ, cho dù hiện giờ độc cô vô tình ở trúc cơ kỳ cũng chưa chắc đã đối phó được yêu thú. Sau hơn 10 phút chạy như điên, Dương Bách Xuyên đột nhiên thấy được có ánh sáng hồng nhàn nhạt sáng lên, anh lập tức bước nhanh hơn, trong lòng nghĩ có thể là đi ra khỏi hang động trên núi và đến đầu bên kia. Nhưng mà khoảng cách hơn 10 thước, Dương Bách Xuyên phát hiện mình nghĩ sai rồi. Giống. Đèn pin chiếu đến chỗ phía trước, là một cái hang động hình tròn đường kính hơn 300 mét vuông, giống như một đại sảnh. Trên vách đá xung quanh phủ đầy ký hiệu quyển vân. Vầng sáng màu hồng nhạt nhìn thấy trước đó chính là ánh sáng phát ra từ ký hiệu trên vách đá xung quanh này. Đồng thời Dương Bách Xuyên cũng thấy được bóng dáng của độc cô vô tình. Lúc này quần áo của cô đã rách nát, tóc tai bù xù, vẻ mặt chật vật, cầm trường kiếm trong tay chém giết một con yêu thú. Khí tức của con yêu thú này rất cường đại, bộ dáng nhìn qua giống như chó săn, nhưng đầu có mọc một cái sừng, thân hình dài hơn 3 thước, bộ dáng cao ước chừng 1 thước 5, một đôi mắt hoàn toàn là ánh hồng,
trong tiếng giống giận lộ ra răng nanh thật dài vô cùng dữ tợn khủng bố. Dương Bách Xuyên đến, sau khi Độc Cô Vô Tình cảm nhận được, cô quay đầu lại nhìn thử, nhưng trong nháy mắt này đã bị con yêu thú bắt lấy cơ hội, một móng vuốt rắn chắc vỗ vào bả vai cô lập tức hộc máu bay ngược ra ngoài. Dương Bách Xuyên phi thân bay lên, giận dữ, nghiệt xúc, muốn chết à. Anh vừa mắng chửi vừa bắt lấy Độc Cô Vô Tình đang bay ngược ra ngoài. Sao anh lại ở đây? Độc Cô Vô Tình được Dương Bách Xuyên ôm vào trong ngực, ánh mắt tràn ngập vui mừng. Gầm. Lúc này yêu thú giống như chó săn kia phát ra tiếng gầm giận dữ, nhào tới chỗ Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình, nó mở cái miệng to đầy máu lộ ra chiếc răng nanh rất dài, nhắm ngay cổ Dương Bách Xuyên. Đợi lát nữa rồi nói sau, trước tiên hãy xử lý con súc sinh này đã. Anh nhanh chóng trả lời Độc Cô Vô Tình một câu, sau đó Dương Bách Xuyên đẩy cô ra, một đòn chấn thiên trưởng đánh về phía yêu thú. Gầm. Chạm. Cảnh tượng tiếp theo khiến Dương Bách Xuyên mở to tròng mắt. Anh không thể đi đến gần con yêu thú này được, nó há mồm giống giận lại phun ra một đạo yêu khí màu vàng đất, giống như là lưỡi gió va chạm với chân khí cự trưởng của mình, thoáng cái đã hóa giải chấn thiên trưởng của anh. Mẹ kiếp, yêu thú biết pháp thuật, đây là ý nghĩ đầu tiên của Dương Bách Xuyên, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú biết pháp thuật. Trong ấn tượng của anh, yêu thú biết pháp thuật đều ở tu chân giới. Điều này cũng không kỳ quái, ở trong tri thức tu chân mà sư phụ truyền thụ, từng có giải thích, hơn nữa yêu thú sử dụng pháp thuật trong tu chân rất phổ biến. Ngạc nhiên là trên trái đất cũng xuất hiện yêu thú sử dụng pháp thuật. Chỉ có thể chứng tỏ con yêu thú này là huyết mạch hoặc là nói chỉ số thông minh đã đạt tới trình độ tương đương với con người, bản thân có huyết mạch truyền thừa, sau khi mở ra linh trí đến trình độ nhất định đương nhiên sẽ biết sử dụng pháp thuật. Cẩn thận một chút. Miệng con yêu thú này còn có thể phun ra băng hỏa. Độc Cô Vô Tình nhắc nhở. Lúc trước cô chính là ăn thiệt thòi của con yêu thú này, hơn nữa trong cảm nhận Độc Cô Vô Tình phát hiện con yêu thú này cũng không muốn giết cô, nếu không cô đã sớm chết vài lần rồi, chỉ là không ngừng thêm vết thương cho cô, hiện tại nhìn qua có vẻ rất chật vật. Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần, sững sờ gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Trong cảm giác của anh, con yêu thú này diện mạo giống như chó săn. Tu vi và khí thức cùng lắm chỉ có thể so với tiên thiên tầng 5, bàn về tu vi và thực lực thì anh không sợ chút nào, nhưng không thể không cẩn thận yêu thú biết pháp thuật. Thay vì kinh hãi, trong lòng anh càng tò mò nhiều hơn, đúng là lần đầu tiên gặp phải yêu thú biết pháp thuật. Vừa rồi, trong miệng yêu thú phun ra lưỡi gió yêu khí chính là pháp thuật ngưng tụ, rất giống với miêu tả trong tri thức tu chân mà sư phụ truyền xuống. Gầm. Con yêu thú này dường như rất tức giận vì sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng không dám khinh thường, trong lòng khẽ động, bàn tay xuất hiện ánh sáng bạc, kiếm đồ long xuất hiện trong tay, chuẩn bị tấn công đối đầu với yêu thú. Yêu thú biết pháp thuật và có trí tuệ còn khó đối phó hơn con người. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long sẵn sàng đón địch, không dám khinh thường chút nào. Con yêu thú phía trước trông giống chó săn. Nhưng hơi thở trên người không mạnh như vậy. Điều quan trọng là Độc Cô Vô Tình nói rằng nó có thể phun ra lửa và băng, lúc trước còn phun ra đao gió, thủ đoạn không ít. Đôi mắt yêu dị dán chặt vào Dương Bách Xuyên khiến anh kinh hãi. Anh nói thầm, con súc sinh này còn chơi trò đấu tâm lý hả? Một người một thú đứng cách nhau 4-5 mét, bắt đầu giằng co. Độc Cô Vô Tình đi đến bên cạnh Dương Bách Xuyên. Tên họ Dương nào đó không nhìn cô mà chỉ lạnh nhạt nói, em đi sang một bên nghỉ ngơi, chữa trị vết thương đi. Chờ khi nào giải quyết xong con súc sinh này, tôi sẽ trừng trị em. Đến một nơi như thế này mà không bàn bạc với tôi, hừ. Độc Cô Vô Tình nghe thấy lời nói lạnh nhạt của Dương Bách Xuyên, chẳng những không tức giận hay sợ hãi, mà trái lại lòng đầy ắp ngọt ngào. Cô nghe ra sự quan tâm ẩn chứa trong lời nói của Dương Bách Xuyên. Cũng biết là mình ở bên cạnh cũng không giúp được gì, vì vậy ngoan ngoãn đi sang một bên nghỉ ngơi. Cuộc đối đầu giữa Dương Bách Xuyên và yêu thú giống kiểu so đấu về khí thế và sự kiên nhẫn hơn. Trong cuộc đối đầu này, kẻ nào mất kiên nhẫn trước thì kẻ đó thua. Mày chỉ là một con súc sinh, anh đây không tin mình không bằng mày. Dương Bách Xuyên nhìn yêu thú, đồng thời mắng một câu. Mà lúc này... Giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu anh, thằng nhóc thúi cẩn thận chút. Ở tu chân giới, nó cũng được xem là loài nổi bật trong đám yêu thú cấp thấp đấy.
Loài yêu thú này có bản tính gian xảo, chỉ số thông minh không thua gì con người. Con hãy nhớ một điều, cái sừng trên đầu sói một sừng chính là nhược điểm của nó, cũng là lợi thế lớn nhất của nó. Nó có thể sử dụng phép thuật và kết nối với linh khí trời đất cũng là nhờ cái sừng đó. Chỉ cần con chặt đứt sừng của nó ắt giành được thắng lợi. Thứ này cũng là nguyên liệu tốt để luyện khí. Loài yêu thú này gian xảo ở chỗ nó giỏi tính kế. Khi gặp phải kẻ địch mạnh hơn, nó sẽ quanh co lòng vòng chờ cơ hội hành động. Nếu phát hiện thấy mình không thể địch lại thì nó sẽ chạy trốn. Đối mặt với đối thủ yếu hơn, nó sẽ đùa giỡn con mồi như mèo vờn chuột, cuối cùng giết chết. Có vẻ như người phụ nữ của con độc cô vô tình bị con súc sinh này xem là chuột mà đùa giỡn. Trên trái đất xuất hiện một con yêu thú chân chính quả là chuyện lạ. Giết nó rồi, toàn thân nó đều là vật báu. Máu để luyện đan, da lông để luyện chế bùa chú, tất cả đều là đồ tốt đối với con. Theo lý thì linh khí ở thế giới này của các người quá mỏng manh, không thể xuất hiện yêu thú cấp bậc này. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói vậy, trong mắt lấp lóe ánh sáng xanh. Anh cực kỳ tức giận vì con súc sinh này trêu chọc độc cô vô tình. Thảo nào trên người độc cô vô tình trồng chất vết thương nhưng không bị giết, thì ra là do con súc sinh này có sở thích đùa giỡn con mồi. Cũng may là như thế, nếu không anh sẽ hối hận cả đời. Hiện tại Dương Bách Xuyên chỉ nghĩ đến câu nói của sư phụ, toàn thân sói một sừng đều là vật báu. Giết nó mang về cho Lục Tuyết Hy luyện chế bùa chú vậy. Dương Bách Xuyên và sói một sừng rằng có 10 phút, sau đó anh phát hiện trong mắt nó lóe lên tia sáng. Súc sinh rốt cuộc vẫn là súc sinh, cho dù đã mở linh trí cũng không thoát khỏi bản chất, muốn đấu với người vẫn chưa đủ trình. Tên họ Dương nào đó thầm nói một câu, đồng thời nắm chặt kiếm đồ long trong tay, sẵn sàng chờ sói một sừng xông tới tấn công. Một giây sau, sói một sừng gầm lên một tiếng, hai chân trước khuỵu xuống trông như muốn nhảy vọt lên. Nếu cảm nhận kỹ sẽ phát hiện cái sừng trên đỉnh đầu nó chợt sáng lấp lánh, ẩn chứa sóng linh khí trời đất mạnh mẽ. Quả nhiên đúng như sư phụ nói, pháp thuật tấn công của nó chắc hẳn phóng ra từ cái sừng trên đầu, nguyên tắc tương tự như người tu chân sử dụng pháp thuật cần làm thủ quyết, chỉ là một phương thức dẫn dắt thông qua trời đất mà thôi. Đột nhiên sói một sừng phun ra một ngọn lửa, lúc ngọn lửa phun ra từ miệng nó trông giống quả cầu lửa to bằng nắm đấm, thoáng cái đã biến thành rồng lửa dài hơn 3 mét. Xông thẳng đến trước mặt Dương Bách Xuyên. Hừ. Dương Bách Xuyên hừ lạnh, chơi lửa thì anh là tổ tông đấy. Anh giơ tay lên, dồn chân khí vào tay. Tiếp đó, anh niệm trong đầu, chân khí hóa thành bàn tay khổng lồ, một nắm đấm lửa xuất hiện và thình lình tấn công ngọn lửa dài hơn 3 mét của sói một sừng. Nhưng lúc Dương Bách Xuyên tung ra một chưởng, anh chợt biến sắc, giận dữ hét to, xinh xinh, mày dám. Trong cơn tức giận, anh cầm kiếm đồ long chém xuống bên trái. Sau khi thúc giục chân khí, kiếm đồ long dài hơn 3 mét. Keng. Hai tiếng động lớn vang lên, một trầm trục, một trong trẻo. M thanh trầm đục là nắm đấm lửa của Dương Bách Xuyên đánh tan ngọn lửa dài hơn 3 mét của sói một sừng. M thanh trong trẻo là thanh kiếm chém xuống mặt đất cứng rắn. Lúc trước Dương Bách Xuyên cho rằng sói một sừng muốn đấu với mình, đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến. Nhưng ai dè con súc sinh này vô cùng xảo quyệt. Sau khi phun lửa vào anh, nó quay đầu nhảy đến chỗ độc cô vô tình đang nghỉ ngơi chữa trị vết thương ở góc bên trái. Rõ ràng là sói một sừng dùng kế dương đông kích tây. Nó rằng co với anh hơn 10 phút, ai ngờ mục tiêu của nó là độc cô vô tình. May mà Dương Bách Xuyên phản ứng rất nhanh. Thúc giục toàn bộ chân khí lên kiếm đồ long rồi chém một nhát. Kiếm khí phóng ra dài hơn 3 mét, chắn trước mặt sói một sừng. Thế nhưng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sói một sừng vừa nhảy lên lại bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên ngăn cản, nó lại giận dữ gào lên, há to miệng phun ra mũi tên bằng băng lấp lánh ánh bạc, bay vèo về phía độc cô vô tình. Vô tình cẩn thận. Dương Bách Xuyên sợ vỡ mật. Nếu lần này độc cô vô tình trúng mũi tên băng của sói một sừng thì hậu quả khôn lường. Mục tiêu của mũi tên băng là đầu của độc cô vô tình, tốc độ nhanh như chớp. Hiện tại độc cô vô tình đang tĩnh tọa nghỉ ngơi, cho dù Dương Bách Xuyên nhắc nhở thì cô ấy cũng không phản ứng kịp. Nhất thời Dương Bách Xuyên có cảm giác hồn lìa khỏi xác vì sợ hãi. Ai mà ngờ được con súc sinh sói một sừng này còn xảo quyệt hơn nhân loại.
Người bình thường không thể theo kịp phản ứng và sách lược tấn công kiểu này. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên cảm thấy tai hơi ngứa, một giây sau mũi tên băng của sói một sừng sắp chạm vào đầu Độc Cô Vô Tình bỗng dưng vỡ nát. Thằng nhóc thúi, ta đã dặn con cẩn thận đối phó cơ mà. Ở tu chân giới, thời xa xưa nhân tộc không phải chúa tể vạn vật, có rất nhiều sinh linh có trí tuệ hơn xa con người. Bên này đã có linh trùng nhân diện trông nom, con tập trung đối phó với sói một sừng đi. Đánh cho đàng hoàng, chiến đấu với yêu thú cấp bậc này là một dịp rèn luyện rất tốt để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên, sau lưng Dương Bách Xuyên đầm đìa mồ hôi lạnh, anh biết vừa rồi sư phụ điều khiển linh trùng nhân diện giấu trong tay anh phá tan mũi tên băng của sói một sừng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này Độc Cô Vô Tình đã mở mắt ra, tận mắt chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi, nhìn thấy một con côn trùng rất đáng yêu hiện ra trước mắt. Dương Bách Xuyên thấy vậy cũng yên tâm. Anh nhìn sói một sừng, tập trung tinh thần cao độ. Lúc nãy sói một sừng đã dạy cho anh một bài học, giúp anh hiểu ra yếu tố then chốt để giành thắng lợi trong chiến đấu không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà mưu kế trí tuệ cũng là một phần quan trọng. Có lẽ tu vi của con sói một sừng trước mặt không mạnh bằng anh, nhưng nó có kinh nghiệm chiến đấu gian xảo. Sư phụ nói rất đúng, kinh nghiệm rất quan trọng trong chiến đấu. Nhiệt xúc, bây giờ đến lượt tao cho mày ăn hành. Hôm nay không rút gân lột da mày thì tao thẹn với nỗi sợ hãi khi nãy. Dương Bách Xuyên cắn răng gằn lên, trên đầu ngón tay lập tức xuất hiện hai giọt máu. Anh thực hiện hai loại chú tinh huyết hệ kim và hệ mộc, phiến đá trong hang động biến thành lưỡi đao, dây leo mọc trên mặt đất, cả hai cùng tấn công sói một sừng. Growl. Dường như sói một sừng nhận thấy Dương Bách Xuyên có thể gây nguy hiểm cho mình. Nó gầm lên rồi há miệng phun ra lửa, lưỡi đao gió và mũi tên băng nhắm đến chú tinh huyết của Dương Bách Xuyên. Ầm ầm ầm. Phép thuật của hai bên đụng độ. Khói bụi mịt mù. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhắm chuẩn cơ hội, rút kiếm chém vào cái sừng trên đầu sói một sừng. Growl. Dương Bách Xuyên thẳng tay chém đứt sừng của nó. Con sói bị đau, trên đầu không còn sừng, tức thì mất đi vật dẫn thực hiện pháp thuật. Nó bèn xoay người bỏ chạy. Nhiệt xúc còn muốn chạy à? Dương Bách Xuyên lập tức nhảy vọt lên đuổi theo. Chỉ thấy sói một sừng đâm sầm vào vách đá của hang dung nham. Sau đó nó biến mất trên vách đá. Dương Bách Xuyên sửng sốt, anh đuổi theo xem thử. Thì ra ở đây có một hang động nhỏ có đường kính khoảng 2 mét, có điều nó bị cây cỏ có màu sắc giống vách đá che khuất. Lúc này, Độc Cô Vô Tình đi tới nói, đừng đi vào. Cửa hang này nguy hiểm đấy. Em sao rồi? Dương Bách Xuyên hỏi Độc Cô Vô Tình. Độc Cô Vô Tình thấy Dương Bách Xuyên quan tâm tới tình trạng thương tích của mình trước tiên, tuy cô không giỏi bày tỏ nhưng trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Em không sao, toàn là vết thương ngoài da thôi. Tôi đã nói là sẽ đi cùng em, nhưng trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, tôi không quan tâm đến em được, nhưng em cũng không thể mạo hiểm đi một mình. Nhớ là lần sau có chuyện gì nhất định phải bàn bạc với tôi biết chưa? Dương Bách Xuyên cầm tay Độc Cô Vô Tình, vừa trách móc vừa vận chuyển chân khí kiểm tra vết thương của cô ấy. Đúng là tình trạng không nghiêm trọng, anh cũng yên tâm. Độc Cô Vô Tình đỏ mặt đáp khẽ. Nơi này là cấm địa của gia tộc Độc Cô à? Dương Bách Xuyên hỏi. Thật ra không hẳn là thế. Theo ghi chép của gia tộc, nơi này do một vị tiền bối nhà Độc Cô phát hiện ra vào thời Minh. Bởi vì ở đây tràn đầy linh khí trời đất, lại thêm ở phía bắc bên ngoài có một mảnh linh dược quý hiếm rất rộng và tươi tốt, cho nên gia tộc Độc Cô chiếm làm của riêng. Từ đó về sau nơi này trở thành cấm địa của gia tộc, hầu hết các thành viên tu đạo trong gia tộc bao đời nay đều đến đây tu luyện. Nói đúng ra, cấm địa chân chính là sơn động này. Lần trước em vào trong bị nhốt rất nhiều năm, chúng độc thành gương mặt âm dương. Nơi nguy hiểm là sơn động, bên ngoài còn đỡ. Độc Cô Vô Tình nhìn sơn động, vẫn chưa hết sợ hãi. Nghe vậy Dương Bách Xuyên hơi nghi ngờ. Theo lời Độc Cô Văn, không có tu vi cấp bậc tiên thiên thì không thể đi lên đỉnh núi, không thể đến được cấm địa của gia tộc Độc Cô. Nhưng mấy năm trước Độc Cô Vô Tình chưa có tu vi tiên thiên, cô mới tu thành trúc cơ cách đây không lâu, ngang tầm hồi trước. Anh bèn hỏi ra nghi vấn. Độc Cô Vô Tình nghe xong, ngượng ngùng nói, thật ra có một số việc trước kia em đã giấu anh. Nơi này còn có một vài bí mật,
cả gia tộc độc cô chỉ có ba mẹ em biết, tất nhiên em cũng biết từ chỗ ba mẹ. Đầu tiên nói tới cửa vào, đúng là đối mặt với ngọn núi cao ngàn trượng, còn có áp lực vô hình, nếu không có thực lực tiên thiên thì không thể đi lên. Nhưng em biết một lối đi bí mật khác, đó là đường thủy trong Hàn Đàm thông tới một nguồn nước ở phía bắc hố sụt, chỉ cần biết bơi là đến được. Còn một bí mật nữa, nghe nói trong sơn động này cất giấu bí mật có thể đột phá đến tiên thiên. Đây cũng là nguyên nhân ba mẹ em vào bên trong, nhưng sau khi họ đi vào thì mất tích luôn. Mấy năm trước em vào trong tìm kiếm mà không thấy, ngược lại còn chúng độc suýt thì không ra ngoài được. Kể ra cũng lạ, trước đây em chưa từng nhìn thấy con yêu thú kia, cũng không có ghi chép gì về nó. Vậy mà lần này vào đây em lại gặp nó. Sâu trong sơn động có một nơi phát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Em nghi ngờ nơi đó là một cánh cửa, có lẽ ba mẹ em và yêu thú đều bị nhốt trong đó. Dương Bách Xuyên đã hiểu. Theo cách nói của độc cô vô tình thì thứ có thể giúp đột phá tiên thiên trong cấm địa này chắc hẳn là năng lượng nào đó, có khả năng là năng lượng gây nên gương mặt âm dương của cô. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên cảm thấy kích động, tuy năng lượng kia có độc, nhưng anh có thể luyện hóa cho mình dùng. Lần trước anh và độc cô vô tình song tu, sau khi luyện hóa năng lượng trong người cô, tu vi của cả hai người đều tăng lên rất nhiều. Năng lượng mà em nói có phải là năng lượng khiến em trúng độc không? Hai mắt Dương Bách Xuyên sáng ngời. Độc cô vô tình đỏ mặt trả lời, chính là nó. Năng lượng kia phát ra từ vách núi, rất kỳ lạ. Bất kể ra sao, chúng ta đi vào tìm hiểu là biết. Nói không chừng đây là chuyện tốt đối với chúng ta đó. Dương Bách Xuyên cười ha hả nói. Nghe anh nói vậy, độc cô vô tình chợt nhớ tới hình ảnh song tu lần trước, mặt bất giác đỏ lên. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến yêu thú. Vẫn cảm thấy lo lắng, hay là thôi anh ạ, tự dưng sơn động này xuất hiện yêu thú, ai mà biết được bên trong còn có yêu thú khác hay không. Em nhớ ba mẹ nên vẫn ôm hy vọng vào đó xem thử, nhưng có lẽ họ đã tạ thế từ lâu rồi. Yên tâm đi, người đàn ông của em rất có bản lĩnh đấy. Và lại lúc nãy anh đã chém đứt sừng trên đầu sói một sừng, nó không giở trò được nữa đâu. Đằng nào cũng đến rồi, dù sao cũng phải để cho em yên lòng chứ. Đi thôi. Nói xong Dương Bách Xuyên dắt tay độc cô vô tình đi vào trong sơn động. Đương nhiên anh không quên nhặt sừng của yêu thú sói một sừng trên mặt đất. Sư phụ nói thứ này là nguyên liệu luyện khí đó. Sơn động rất tối, may mà họ có đèn pin. Độc cô vô tình nói rằng càng đi vào trong thì sơn động càng rộng rãi. Vách núi tỏa ra năng lượng khí độc nằm trong một đại điện. Đại diện do con người đào, nhưng không phải người của gia tộc độc cô đào. Khi họ phát hiện ra sơn động này thì đại điện đã có rồi. Sơn động giống một điện thờ hơn, đường đi vô cùng phức tạp, hình như là có trận pháp. Lần trước độc cô vô tình bị nhốt bởi vì lạc trong đó không ra ngoài được. Nhưng Dương Bách Xuyên không bao giờ lạc đường. Anh am hiểu trận pháp chứ không phải tay mơ. Vừa đi vào anh đã nhìn thấy trận mê tung bình thường, rất dễ tìm được đường. Nửa tiếng sau, hai người đến một đại điện trắng như ngọc có dạ minh châu chiếu sáng. Cả đại điện rộng hơn 500 mét vuông, hoàn toàn là đào sâu vào lòng núi, phủ kín ký hiệu như động dung nham bên ngoài. Sau khi vào trong, Dương Bách Xuyên nhìn thấy trên vách tường chính diện của đại điện có ánh sáng xoay vòng. Đúng như độc cô vô tình nói, trên vách tường này có sương mù dày đặc ngưng tụ không tan, lưu chuyển như màn sáng. Sói một sừng thấy Dương Bách Xuyên và độc cô vô tình đi vào, nó gào lên rồi thình lình xông đến màn sáng. Rầm. Sói một sừng bị hất ra, có vẻ như nó muốn chui vào màn sang này, nhưng tiếc là không vào được. Dương Bách Xuyên nhắm chuẩn cơ hội, bước đến đánh một quyền vào đầu nó. Bộp. Growl. Sói một sừng mất chiếc sừng duy nhất chẳng khác gì cọp rụng hết răng, bị một quyền của Dương Bách Xuyên đánh gục. Sư phụ từng nói con súc sinh này là yêu tu chân chính, toàn thân đều là vật báu, anh sẽ mang về luyện đan và luyện chế bùa chú. Sau đó, Dương Bách Xuyên và độc cô vô tình đi tới trước bức tường. Nhìn kỹ mới phát hiện ra sương mù ngưng tụ trên tường rất có quy luật, cứ cách 10 giây sẽ bạo phát một lần, tựa như ma thú muốn xông ra. Bức tường chính diện giống như một chiếc tủ kính khổng lồ, sương mù bị chặn lại không ra được. Dương Bách Xuyên quan sát rất lâu mà không phát hiện được gì, anh bèn hỏi sư phụ trong đầu, lão già ơi, bức tường màn sáng này có gì đặc biệt không?
Đây là một kết giới phong ấn, sương mù này là khí độc rất mạnh. Nếu vi sư không đoán sai thì nơi này hẳn là một con đường thông với tiểu thiên thế giới kia. Bây giờ xem ra người trái đất đã phong ấn nơi này, mà người bên kia thì đang dùng khí độc địa nguyên không ngừng phá phong ấn hỏng phá vỡ kết giới bị phong ấn. Sói một sừng từ bên kia tới. Tiếc là kết giới phong ấn này rất mạnh, nó khó mà về được. Thằng nhóc thúi, khí độc địa nguyên này còn cao cấp hơn linh khí trời đất, con và cô bé kia có thể cùng hấp thụ rồi luyện hóa thông qua phương pháp song tu, giúp tăng tu vi. Hấp thụ khí độc địa nguyên cũng có thể gia cố phong ấn kết giới. Từ khí độc địa nguyên này có thể thấy sinh linh ở bên kia không phải người lương thiện, nếu bọn họ phá vỡ phong ấn sang bên này thì thế giới các con gặp họa. Vì vậy hai đứa hấp thụ và luyện hóa đám khí độc địa nguyên này là vẹn cả đôi đường. Vân Thiên Tà giải thích. Dương Bách Xuyên nghe mà kinh hãi, anh không ngờ sư phụ lại đưa ra một đáp án như vậy. Anh thắc mắc, khí độc địa nguyên là gì? Vân Thiên Tà trả lời, địa nguyên là năng lượng tính âm không thuộc linh khí ngũ hành trong trời đất, là tinh hoa chọc khí, là khí độc trên mặt đất, vì vậy có tên khí độc địa nguyên. Chỉ e người có thể sử dụng khí độc địa nguyên không phải người đơn giản. Lão già, con vẫn còn một thắc mắc, người nói kết giới phong ấn này rất mạnh, nhưng tại sao sói một sừng có thể xông qua? Hơn nữa ba mẹ của Độc Cô Vô Tình cũng biến mất ở đây, người nói xem liệu có phải họ tiến vào kết giới phong ấn không? Chuyện này không có gì lạ, xem chừng khí độc địa nguyên đã ăn mòn kết giới phong ấn lâu rồi, hiển nhiên sẽ có lúc lỏng lẻo. Nếu bên kia cố công kích hoặc là dùng trận pháp nào đó để công kích, thì sẽ có thời điểm kết giới xuất hiện vết nứt. Sinh linh có thể đi qua. Xem quy luật khí độc tấn công kết giới phong ấn, có lẽ cách vài năm sẽ xuất hiện khe nứt trong thời gian ngắn, đến lúc đó có thể đi qua. Vân Thiên Tà phân tích. Dương Bách Xuyên nghe thấy có thể đi qua, bèn thuật lại cho Độc Cô Vô Tình, sau đó nói, nơi này có khí độc, nhất định phải luyện hóa đám khí độc này. Đợi sau này tu vi hùng mạnh, chúng ta lại đến điều tra thông tin về ba mẹ em. Độc Cô Vô Tình gật đầu. Thật ra cô không còn ôm hy vọng, cho dù không biết ba mẹ đi qua kết giới bằng cách nào, nhưng bên kia là khí độc địa nguyên, e rằng họ có thể sống sót cũng là hy vọng xa vời. Điều quan trọng nhất lúc này là luyện hóa khí độc đang không ngừng công kích phong ấn. Chẳng may phong ấn nứt vỡ thì đúng như lời Dương Bách Xuyên nói, sinh linh bên kia sẽ phá vỡ kết giới sang bên này, đó là tai họa của trái đất. Độc Cô Vô Tình nghĩ tới Dương Bách Xuyên nói cần luyện hóa bằng phương pháp song tu. Sắc mặt lập tức đỏ bừng. Sau khi luyện hóa khí độc địa nguyên, bản thân Dương Bách Xuyên tự nhiên có thể hấp thu luyện hóa trực tiếp, mấu chốt là Độc Cô Vô Tình không có công pháp Càn Khôn Tạo Hóa Quyết này, sau khi cô hấp thu vào trong cơ thể, cần phải dùng song tu công pháp mới có thể chuyển hóa thành chân khí thành tu vi của bản thân. Chuyện này Dương Bách Xuyên nói một câu với Độc Cô Vô Tình, em có thể hấp thu bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, song chúng ta song tu luyện hóa. Dựa theo cách nói của sư phụ, luyện hóa năng lượng của khí độc địa nguyên này thì sử dụng song tu để luyện hóa là đường tắt ổn định nhất. Sau khi khai báo xong với Độc Cô Vô Tình, hai tay Dương Bách Xuyên dán trên kết giới vận chuyển Càn Khôn Tạo Hóa Quyết, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Trong nháy mắt có thể cảm thấy được năng lượng của khí độc sau khi chân khí tiến vào trong cơ thể và sinh ra xung đột, nhưng mà đối với chuyện này Dương Bách Xuyên sớm đã có chuẩn bị, không lo lắng chút nào, trong nháy mắt vận chuyển công pháp luyện hóa thành chân khí bản thân. Cũng cảm nhận được rõ tu vi tăng lên. Điều này khiến cho lòng tin của anh tăng lên rất nhiều, quả nhiên năng lượng còn mạnh mẽ hơn linh khí trời đất. Sau đó anh mở rộng hấp thu, dù sao có Càn Khôn Tạo Hóa Quyết trong người cũng không sợ xảy ra vấn đề. Bên kia Độc Cô Vô Tình cũng cau mày hấp thụ, đương nhiên so với Dương Bách Xuyên cô hấp thu chậm hơn rất nhiều, tuy rằng cũng có công pháp tu chân Hà Tử Quyết, nhưng không có cách nào so sánh với tình huống của Càn Khôn Tạo Hóa Quyết của Dương Bách Xuyên. Cô chỉ có thể cố gắng hấp thu, sau đó thông qua song tu luyện hóa để tăng tu vi bản thân lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ngày, hai ngày. Cũng không biết đã qua bao lâu, chờ đến khi hai người hấp thu toàn bộ khí độc trong kết giới, đột nhiên Dương Bách Xuyên nghe được một tiếng thẹn quá hóa giận. Giọng nói này dường như rất tức giận. Cũng chính vào lúc này Dương Bách Xuyên mở hai mắt bừng tỉnh lại, anh nhìn trên kết giới. Đã không còn một tia khí độc nào nữa, nhưng cũng không phát hiện có cái gì khác thường. Còn nghĩ rằng anh nghe lầm, cùng lúc đó Dương Bách Xuyên nhìn về phía Độc Cô Vô Tình, quả thật bị dọa nhảy dựng lên,
chỉ thấy trên mặt Độc Cô Vô Tình biến thành bộ dáng lúc mới quen, thành chứng biểu cảm khác thường. Mặt khác cuối cùng đưa cho cô viên tam chuyển kim đan, dặn dò, viên này là tam chuyển kim đan, chờ tu vi của em đạt tới trúc cơ kỳ tầng 4 thì có thể kiểm soát được làn da không bị quay về hình dáng lúc đầu, không chừng còn có thể cho em trực tiếp tăng lên đến trúc cơ hậu kỳ, trong thời gian ngắn chớ dùng. Hai chúng ta xong tu luyện hóa sức mạnh của khí độc, tóm lại chỉ là ngoại lực mà thôi, căn cơ tu luyện như vậy sẽ không ổn định, sau khi trở về cần phải tự ngộ giác cảnh giới, mới có thể giúp căn cơ vững chắc. Em biết, đúng rồi, em muốn thương lượng với anh, có thể thu nhận một ít đệ tử trẻ tuổi của Độc Cô gia tộc vào Vân Môn hay không? Bây giờ Độc Cô Vô Tình vẫn là người cầm lái Độc Cô gia tộc, cũng có tư tâm suy nghĩ cho gia tộc. Đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không từ chối, anh có thể đồng ý Triệu Nam thu nhận con cháu Triệu gia vào Vân Môn, cũng sẽ không từ chối Độc Cô Vô Tình. Đương nhiên có thể, nhưng có một người tự cho là mình giỏi, người vào Vân Môn, đầu tiên phải có tính cách không xấu, nói trắng ra phải trung thành, em cũng biết căn cơ chân chính của Vân Môn là căn cơ của tu chân, mà không phải võ cổ, hai người có thể khác nhau một trời một vực. Dương Bách Xuyên nghiêm túc nhắc nhở, anh cũng không hy vọng sau khi thu nhận một số lượng lớn, truyền công pháp tu chân và pháp thuật ra ngoài, đến lúc đó đối với Vân Môn mà nói chính là tai họa. Chuyện này anh yên tâm, em sẽ đích thân kiểm tra. Trên mặt Độc Cô Vô Tình mang theo tươi cười. Được rồi, xem như phòng ấn kết giới nơi này an toàn, nhưng tóm lại vẫn là một nơi có nguy hiểm ngầm, sau khi em đi ra ngoài không nên nói cho người ngoài tình huống nơi này, nhỡ đâu lại mang đến hạng người có tâm bất chính đi tới nơi này, phá hư phòng ấn kết giới, bảo đảm không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, sau khi chúng ta đi ra ngoài, phòng bế sơn động này. Được rồi. Sau đó hai người theo đường cũ quay về, trước khi đi Dương Bách Xuyên vung tay thu thi thể độc giác lưu lang vào trong bình càn khôn. Một màn này làm cho Độc Cô Vô Tình vô cùng kinh ngạc, thế nhưng cô không hỏi nhiều, chỉ mang theo tò mò nhìn Dương Bách Xuyên. Đối với việc này, Dương Bách Xuyên vừa đi đã nói, là pháp khí không gian, về sau nếu có tài liệu thích hợp anh luyện chế. Độc Cô Vô Tình gật đầu tỏ vẻ biết, đối với pháp khí không gian cô thật sự đã nghe Lục Tuyết Hy nói qua, chỉ là Lục Tuyết Hy nói với cô, phàm là pháp khí không gian đều là lông phượng lân giác. Ngay cả trong quê hương Sơn Hải giới của cô ta cũng không có bao nhiêu pháp khí càn khôn. Không nghĩ tới trên người đàn ông nhà mình sẽ chế tạo pháp khí không gian. Bước ra khỏi hang động trở về hang động lớn, Dương Bách Xuyên phất tay đánh một chưởng đánh vào cửa hang động, ầm ầm một tiếng sau đó toàn bộ cửa hang động sụp đổ. Lúc này hai người mới đi ra ngoài. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ tới nơi này xuất hiện phong ấn kết giới, có lẽ chính là con đường vào Sơn Hải giới. Chỉ là bởi vì khí độc, không dám đi thử vào. Bởi vì sư phụ Vân Thiên Tà nói qua, nói không chừng bên kia sẽ có tu sĩ tà ác, ngẫm lại vẫn là dập tắt suy nghĩ này trong đầu. Lại nói đi Sơn Hải giới, đối với anh nhìn mà nói, bây giờ chưa phải là lúc, cộng thêm không có thực lực tu vi đi vào, hơn nữa cái phòng ấn kết giới này cũng chỉ là một cái suy đoán, còn chưa chắc chắn có đúng là Sơn Hải giới hay không. Không thể chấp nhận rủi ro này. Mà đối với cha mẹ Độc Cô Vô Tình, Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể chờ đến tu vi sau này mạnh hơn mới tới xem xét. Sau khi hai người xuất hiện đằng sau hố trời, Độc Cô Vô Tình trực tiếp mang Dương Bách Xuyên đi về phía bắc hố trời, chuẩn bị đi ra ngoài từ mật đạo bên kia. Trên hố trời 30 mét, khung cảnh vẫn là sương mù bao phủ như cũ, nhìn rất tối tăm. Vốn dĩ hai người muốn đi tìm linh dược một chút, nhưng đi một vòng thu hoạch không lớn. Trực tiếp ở một chỗ lạnh lẽo nhảy vào đi ra ngoài, linh dược nơi này đã sớm bị người của Độc Cô gia tộc hái không còn gì, không có linh dược lâu năm. Cả quãng đường ở trong nước Dương Bách Xuyên truyền thụ Độc Cô Vô Tình thuật thị thủy, không đến nửa giờ đã đi ra khỏi hố trời. Đi ra từ một đầm nước khác trên núi, vừa đi ra đã thấy mặt trời treo cao, cộng thêm cỏ cây tươi tốt xanh biếc. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên biến sắc. Từ trong không gian bình càn khôn bình lấy điện thoại di động ra, vừa mới mở lên, thật tốt, cảm giác ở hố trời cũng đã trôi qua hơn 10 ngày, không nghĩ tới sau khi mở điện thoại di động lên vậy mà đã qua 2 tháng. Anh đi vào đây lúc năm mới, bây giờ đi ra đã là mùa xuân, trách không được cây cối bên ngoài đều xanh mượt. Đứng ở trên mặt nước chú ý một chút, cũng phát hiện râu ria của mình dài như những ông lão ngoài kia. Tóc cũng dài đến bả vai. Bởi vì một năm nay anh chạy ngược chạy xuyên không có cắt tóc,
sau khi nhìn gương mặt mình qua mặt nước, lấy một bộ quần áo thể thao ra từ bình càn khôn thay, vội vàng trở về cùng với Độc Cô Vô Tình. Bây giờ anh lo lắng nhất là chuyện trong nhà, hai tháng trôi qua, cũng không biết người của Thần Tông và Thanh Thành có đi tìm anh hay không, thiếu chủ Thần Tông và yêu nghiệt Thanh Thành mất đi tung tích, cũng không phải chuyện nhỏ. Dương Bách Xuyên gọi điện thoại cho người nhà hỏi qua, mọi chuyện đều bình thường, điều này khiến anh thở ra một hơi. Sau đó cùng Độc Cô Vô Tình đến Độc Cô gia tộc, vốn dĩ là ở Độc Cô gia tộc chủ hai ngày, nhưng lại rất bất ngờ nhận được một điện thoại. Ngô Nam của Thần Long Đàm gọi điện thoại tới, trong điện thoại Ngô Nam chỉ nói cho Dương Bách Xuyên một câu, Thần Tông và người Thanh Thành gặp mặt, chính là ngày hôm qua. Những lời này làm cho trong lòng nhảy Dương Bách Xuyên dựng lên, ngay lập tức trở về quê hương với Độc Cô Vô Tình. Điện thoại này của Ngô Nam quá quan trọng, tuy rằng ông ấy không nói nhiều, có lẽ là nói Dương Bách Xuyên căn bản chưa kịp gặp nhiều người, Ngô Nam liền cúp điện thoại, nhìn qua ông ấy vẫn tức giận như cũ vì chuyện của Hạ Lộ và anh. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm ơn ông ấy. Thần Tông và người của Thanh Thành gặp mặt, những lời này đã đủ rồi. Có thể tưởng tượng, là vì cái gì? Không cách nào nghi ngờ lên trên đầu anh, tin rằng bước tiếp theo sẽ tới cửa. Cho nên Dương Bách Xuyên chắc chắn phải nhanh chóng trở về. Hai người đi máy bay trực tiếp đến Cố Đô, sau đó Dương Bách Xuyên dứt khoát để Độc Cô Vô Tình ở lại Cố Đô Vân Kỳ, tọa trấn với Lục Tuyết Hy, bên này có thêm một người anh cũng yên tâm. Về phần chính anh, sau khi xuống máy bay trực tiếp lái xe về nhà, sớm một phút về nhà hắn sẽ yên tâm một phút, tuy rằng có Tửu Tiên lão đầu tọa trấn, nhưng dù sao lớn như vậy, sợ Tửu Tiên lão đầu sẽ chăm sóc không tốt, hơn nữa Tửu Tiên lão đầu điên khùng, tóm lại anh vẫn lo lắng. Trước khi lên máy bay gọi điện thoại cho Triệu Nam sắp xếp trước, ngược lại cũng thuận tiện. Bên Vân Kỳ trên cơ bản anh vẫn yên tâm, một mặt là vì Vân Kỳ ở trong đô thị lớn, bọn họ còn chưa đến nỗi dám trắng trợn động thủ bắt người trong ban ngày, ở giới võ cổ vẫn có quy củ. Mặt khác nếu như Thần Tông và Thanh Thành gặp mặt rõ ràng là có lý do rõ ràng, nếu như bọn họ thật sự nghi ngờ hoặc là tra được trên đầu anh, sau đó lại biết đến sự tồn tại của Vân Môn, sẽ trực tiếp đến tổng bộ Vân Môn tìm phiền toái. Đây là quy củ của giới võ cổ, cũng là quy luật giữa các tông môn giải quyết ân oán, được cả giới võ cổ ủng hộ, những tin tức này là lúc trước anh ở cùng một chỗ với Hạ Lộ cô ấy đều đã phổ cập cho anh. Cho nên Dương Bách Xuyên trực tiếp lái xe về quê. Bởi vì trong lòng sốt ruột, anh lái xe rất nhanh, lúc 3 giờ phải trả lời tổng bộ Vân Môn. Sau khi vào thôn hình như cảm giác khí tức không có gì là không đúng, điều này khiến cho trong lòng anh thả lỏng, có lẽ Thần Tông và người Thanh Thành còn chưa đến. Sau khi đến tổ trạch, Dương Bách Xuyên nhìn thấy đám người bà nội đều ở đây, cuối cùng cũng yên tâm. Ba đồ đệ còn đang bế quan, lúc trước Dương Bách Xuyên nói với đại đồ đệ Độc Cô Hối thời gian bế quan 3 tháng, về sau Vương Tông Nhân và Võ Kiếm dứt khoát cùng nhau, sư huynh đệ ba người lần này lại nghe lời. Đạo trưởng Phương còn đang luyện đan. Khưu Vân và Kiều Phúc đều ở đây. Dương Bách Xuyên phát hiện khí tức của Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ đã có thể so với trúc cơ tầng 5, không cần hỏi cũng biết là tác dụng của tam chuyển kim đan mang đến. Mà Ngô Mặc Thu có thiên phú tốt nhất trong ba quỷ tu lại lợi hại, tu vi cũng giống như hắn vậy mà đã đạt tới trúc cơ kỳ tầng 7. Về phần tu vi hiện tại của Khưu Vân cũng là luyện khí kỳ tầng 9, bộ dạng cũng sắp muốn lên trúc cơ. Dương Bách Xuyên âm thầm nghĩ, có thể là hai tháng này đạo trưởng Phương luyện đan có hiệu quả, lúc anh ra cửa đã giao cho đạo trưởng Phương luyện chế để có thể giúp mọi người tăng tu vi. Về phần U Dương Ngọc Thanh cũng đã là luyện khí kỳ tầng 2, mang theo Tiểu Nhạc Nhạc cười chào hỏi Dương Bách Xuyên. Bây giờ U Dương Ngọc Thanh tốt hơn rất nhiều so với năm trước, trên mặt hồng quang đầy mặt, về phần mẫu thân U Dương Ngọc Thanh thì mỗi ngày tản bộ cùng bà nội, không thì trồng một số thứ mọi người có thể ăn, tinh thần không tệ. Bộ Thanh Mai trở về công ty, vậy mà Ninh Vi hiếm thấy đi bế quan không có xuất quan. Sau khi trả lời gia đình và quay lại nói chuyện bà nội, một tách trà cũng không uống hết, bà nội mang theo oán giận nói, nhóc Xuyên mặc kệ cháu đang làm cái gì, nhưng phải quản cô em gái bướng bỉnh của cháu, cô nhóc này hiện tại không nghe lời bà nội, vậy mà còn nghỉ học. Bà nội nói xong còn không nghe, suốt ngày đi theo phía sau Tửu Tiên lão đầu, còn nói cái gì mà muốn học bản lĩnh. Con nói xem chuyện này gọi là sao. Nghe bà nội nói xong,
Dương Bách Xuyên mới biết được vậy mà em gái Dương San San nghỉ học. Sau khi trấn an bà nội, sau khi trấn an lão nhân ra, Dương Bách Xuyên đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi đến viện, Ngô Mặc Thu đi theo, biết Dương Bách Xuyên muốn hỏi chuyện của Dương San San, liền mở miệng nói, tiên sinh tiểu thư nói cô bé không giúp được gì cho ngài, nhưng cũng không thể lùi về phía sau, đọc sách là chuyện, cả đời sống đến già có thể học được già, nhưng tu vi của cô bé không sống nổi, ở Vân Môn chính là đồ bỏ đi. Hơn nữa còn là em gái của tiên sinh, càng không nên, cho nên học kỳ này cô bé nghỉ học, mà đại trưởng lão lại nói thiên phú của tiểu thư không tệ. Vì vậy, bây giờ tiểu thư mỗi ngày đều theo đại trưởng lão ở trên núi theo học bản lĩnh. Ngô Mặc Thu nói xong, lại nhớ tới cái gì đó, bổ sung, à đúng rồi, đi cùng tiểu thư còn có Lưu Tích Kỳ, hình như thương thế một tháng trước của anh ta đã khôi phục, bởi vì tiểu thư không đến Cố Đô đi học, anh ta cũng đi theo tiểu thư cùng nhau tu luyện. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên còn tức giận em gái không đi học, còn chống đối bà nội, chuẩn bị thu thập cô bé, nhưng sau khi nghe được Ngô Mặc Thu giải thích, tức giận trong lòng Dương Bách Xuyên tan đi. Nghĩ lại cũng đúng, bước lên con đường tu chân, hình như đọc sách hay không đọc sách đã không còn quan trọng nữa. Nhưng ngược lại nghĩ lại, bà nội cũng không biết tu chân rốt cuộc là cái gì. Bà đã bỏ lỡ tuổi tu chân đã không còn thích hợp tu chân nữa, Dương Bách Xuyên không có cách nào, chỉ có thể cho bà nội một thân thể khỏe mạnh, để cho bà có thể an ổn qua cả đời. Bà nội nuôi dưỡng anh và em gái không dễ dàng. Không thể để cho bà lo lắng, Dương Bách Xuyên biết trong quan niệm của bà nội học đại học chính là hy vọng. Cũng giống như lúc trước ở cổ đại anh đều có nhà cửa, xe hơi có công ty, nhưng vẫn muốn đi đến công ty Triệu Nam làm việc, chính là muốn hoàn thành tâm nguyện của bà nội. Bây giờ bà cho đọc sách là một đạo lý như vậy, vì mong muốn và mong đợi của bà ngoại, anh phải để cho em gái của mình hoàn thành tâm nguyện trường đại học của bà. Mà có một điều thật sự không ngờ đến chính là Lưu Tích Kỳ, vậy mà cũng đi theo San San lung tung, cả một đống công việc ở Cố Đô đều giao cho Triệu Nam, thương thế của anh ta tốt cũng không có trở về. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên hiểu rõ, Lưu Tích Kỳ bởi vì Dương San San, mới không đi công ty. Nhưng mà, ngược lại nghĩ lại, hai người bọn họ tu luyện một đoạn thời gian cũng tốt, ít nhất có thể có thực lực tự bảo vệ mình. Bây giờ trong tất cả mọi người ở Vân Môn sợ là tu vi của Lưu Tích Kỳ và em gái không tính là cao. Ngẫm lại sau đó hỏi Ngô Mặc Thu, tu vi hiện giờ của San San và Lưu Tích Kỳ như thế nào? Thưa tiên sinh, bây giờ tiểu thư đang là luyện khí kỳ tầng 6, Lưu Tích Kỳ luyện khí kỳ tầng 5. Ngô Mặc Thu nói. Dương Bách Xuyên hỏi, bọn họ còn ở trên núi sao? Ngô Mặc Thu trả lời, vâng, đều ở đây. Mấy ngày nay đi theo đại trưởng lão tu luyện cùng một chỗ. Tôi đi lên núi xem một chút, đi tìm Lý Đại Nghị và Trần Bảy Roi, tôi có việc dặn dò bọn họ. Dương Bách Xuyên ngẫm lại nói. Tiên sinh, mấy ngày trước Lý Đại Nghị đã đi Cố Đô, đúng rồi bây giờ Lý Đại Nghị cũng luyện khí kỳ tầng 9, sắp đột phá trúc cơ, có lẽ là do Lưu Tích Kỳ đuổi đi Vân Kỳ, nói là người của công ty không đủ, sau đó Lý Đại Nghị thành lập bộ an ninh. Về phần Trần Bảy Roi, lúc này đang ở công trường bên thôn mới, khách sạn do Vân Kỳ đầu tư đã chính thức khởi công, Ngô Mặc Thu đều biết rõ về những chuyện này. Nếu là như vậy, thì vất vả cho bọn họ rồi, không cần phải đi gọi Trần Bảy Roi, sau này tôi sẽ tự mình tìm hắn, hiện tại tôi đi lên núi xem một chút, em bận bận việc gì thì cứ đi đi. Vâng, tiên sinh. Chấm 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 chấm. Nhìn sắc trời còn sớm, Dương Bách Xuyên ra cửa đi thẳng đến núi của thôn chủ. Em gái Dương San San và Lưu Tích Kỳ phải quay về Cố Đô. Một người muốn hoàn thành tâm nguyện của bà nội, sách phải đọc xong, người còn lại muốn đi công ty Cố Đô, anh cũng đều đã có phụ nữ của mình, không có đạo lý để Lưu Thiết Đản ở lại quê nói chuyện yêu đương cùng với em gái. Trong lòng tức giận bất bình nghĩ, Dương Bách Xuyên lên núi, từ xa đã nghe được tổ tiên lão đầu nói thầm, ai nha, sao cậu lại ngốc như vậy? Nói bao nhiêu lần, xuất kiếm phải có lực. Phải dùng 9 phần sức lực, một kiếm này mới có thể phát huy ra uy lực. Khụ khụ, đại trưởng lão ta thử xem, Lưu Tích Kỳ nói. Dương Bách Xuyên nhìn thấy, tử tiên lão đầu vẫn nằm trên tảng đá lớn kia, vỉnh chân, uống rượu. Mà trong tay Lưu Tích Kỳ hình như cầm kiếm đang luyện kiếm, em gái Dương San San ở một bên cười khanh khách. Dương Bách Xuyên nhìn Lưu Tích Kỳ đường đường là tổng giám đốc của Vân Kỳ, bị tử tiên lão đầu gian dậy mặt đỏ tai hồng.
không nhịn được muốn cười, nhưng mà anh muốn chờ nổi giận với hai người, hít sâu một hơi, nghẹn trở về, cứng mặt ho khan hai tiếng đi tới. Anh! Nhóc Xuyên! Dương San San và Lưu Tích Kỳ nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện vui vẻ kêu to. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên muốn răn dạy em gái tội chống đối bà nội một trận, nhưng còn chưa mở miệng, đã bị Dương San San đang vui vẻ chạy tới ôm, ngay sau đó Lưu Tích Kỳ cho anh một nắm đấm, sau một trận đánh nhau, cuối cùng cũng không nổi giận. Đương nhiên nói cho những gì nên nói, rất nghiêm khắc nói cho Dương San San bảo ngày mai cô bé đi học. Ba người ngồi xuống nói chuyện phiếm, Dương Bách Xuyên chuẩn bị tốt để hỏi tình huống tu luyện của hai người một chút. Nhưng lúc này Tử Tiên lão đầu đang nằm trên tảng đá uống rượu đột nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn về phía ngoài thôn, híp mắt uống một ngụm rượu nói, nhóc Xuyên, có khách đến thăm, cậu chuẩn bị nghênh đón đi. Cả người Dương Bách Xuyên run lên đồng thời nhìn về phía ngoài thôn. Từ vẻ mặt của Tử Tiên lão đầu, Dương Bách Xuyên nhìn thoáng cái đã biết vị khách ông ta nói không phải là vị khách thật. Vị khách có thể khiến cho Tử Tiên lão đầu trịnh trọng nhắc nhở. Dương Bách Xuyên đoán cũng không có bao nhiêu người. Tử Tiên lão đầu là sự tồn tại vượt qua tiên thiên, ở trong mắt ông ta, năng khiếu tầm thường không lọt vào mắt. Như vậy cũng biết người có thể đến cửa là ai. Thần Tông và Thanh Thành ư. Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên từ phía chân trời, vang vọng bốn phương tám hướng, Thần Tông đến thăm hỏi, chẳng lẽ Vân Môn không biết lễ tiếp khách sao? Ngay sau đó ông ta lại nói tiếp, một Quảng Hàn của phái Thanh Thành bái sơn. Dương Bách Xuyên nghe thấy hai giọng này, sắc mặt thay đổi trong phút chốc, trong lòng thầm nghĩ cao thủ. Lúc này, anh nói với Dương San San và Lưu Tích Kỳ, hai người lập tức quay về thôn, San San mở đại trận. Dương San San và Lưu Tích Kỳ cũng nhìn ra sắc mặt Dương Bách Xuyên sai sai, nghe thấy tiếng chấn động như sấm sét ở chân trời, biết xảy ra chuyện lớn, cũng không dám hỏi nhiều. Hai người vội vàng xuống núi. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn về phía Tử Tiên lão đầu, hỏi, đại trưởng lão, có bao nhiêu người đến đây? Tu vi gì? Tử Tiên lão đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dương Bách Xuyên, cười ha ha, nói, sao thế? Thằng nhóc cậu cũng có lúc sợ hãi à? Nói thừa, người thân bạn bè của con đều ở đây, nếu chỉ có mình con, điếc không sợ súng thì có gì phải sợ chứ? Dương Bách Xuyên trợn mắt trắng nói. Biết nói tiếng người rồi, trọng tình cảm, phần này giống như ta. Hơn 10 người đến, ai ai cũng là tiên thiên, còn tu vi gì thì cậu cứ thử xem là biết ha ha. Thả lỏng đi, đừng lo lắng, cùng lắm thì đánh nhau thôi. Tử Tiên lão đầu ra vẻ không sao cả, nói. Dương Bách Xuyên nghe xong, cảm giác lời nói của lão già kia không đúng, hình như đang bắt nạt mình. Nhưng mà lúc này anh không hơi sức đâu mà đấu võ mồm với Tử Tiên lão đầu. Lúc nghe ông ta nói có hơn 10 tiên thiên, trong lòng anh chĩu xuống. Dùng thuật ngự phong lập tức bay ra ngoài thôn, nói với Tử Tiên lão đầu, đại trưởng lão, đi với con đi, lúc về mời người uống rượu ngon. Ha ha, ta không ngốc đâu, muốn thì tự mình đi, lão phu muốn uống rượu. Tử Tiên lão đầu nói xong, nằm trên tảng đá uống rượu. Chuyện này khiến Dương Bách Xuyên suýt chút nữa rơi từ trên không trung xuống. Nhưng anh không có cách nào đối phó với lão già cả. Đánh không lại, ép buộc cũng không được, chỉ có thể một mình đi qua trước xem một chút, không để người ta đánh vào thôn. Đối phương dùng cách truyền âm, nói rõ là bái sơn, điều đó cho thấy vẫn dựa theo quy tắc của giới cổ võ, điều này giúp Dương Bách Xuyên yên tâm ít nhiều. Nếu như không tuân thủ quy tắc, không nói hai lời lập tức đánh vào, lúc đó mới đau đầu. Bây giờ xem ra Thần Tông và Thanh Thành đến đây vẫn tuân thủ quy tắc giới cổ võ. Khác với Thần Tông thuộc về võ cổ nước ngoài, Thanh Thành là một trong 8 tông của Trung Quốc, cũng xem như là thế lực có máu mặt. Hai tông liên hợp mà đến, nếu một lời không hợp đã ra tay đánh người trên địa bàn Trung Quốc, hẳn Thanh Thành sẽ bị giới võ cổ đâm chọc, từ đây cho thấy hai tông chỉ có thể đi lên từ bên ngoài. Cho dù là khởi binh hỏi tội cũng phải quang minh chính đại, không được đánh người. Càng là tông môn hàng đầu càng quan tâm đến thể diện. Lúc Dương Bách Xuyên phi thân qua, đột nhiên phía dưới phát ra tiếng nổ lớn, ngay sau đó bốn phía trong thôn có làn sương mù dày đặc, trong nháy mắt che lấp thôn trong đó. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Dương Bách Xuyên thở phào, anh biết em gái quay về đã mở trận pháp hộ sơn, cả thôn đã được trận pháp bảo vệ.
Hiện tại chính là hai tông tấn công cũng cần thời gian, trận pháp hộ sơn kia chính là ba sức mạnh phòng ngự, trận pháp tinh thần, ám hợp huyễn trận và sát trận. Bọn họ dám xông vào, Dương Bách Xuyên có thể giết từng người một. Ngay khi đại trận hộ sơn Vân Môn mở ra, ở đầu thôn có hai nhóm người đứng thẳng hàng. Một bên mặc trường bào màu đen, trên ống tay áo hỏa tiết mây cuộn quỷ dị. Một bên mặc áo đạo sĩ dài màu xanh, trên ống tay áo có thêu cổ kiếm. Phía trước là người của thần tông nước ngoài, phía sau là người của phái Thanh Thành thuộc tám tông của Trung Quốc. Thần tông có 8 người, Thanh Thành có 7 người, hai bên có tất cả 15 người, tu vi mỗi người đều ngoài thiên thiên. Cầm đầu thần tông là một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Còn Thanh Thành là một lão già khoảng 60 tuổi. Hai người này chính là tông chủ thần thông Đinh Nguyên Thọ và trưởng lão phía Thanh Thành Mộc Quảng Hàn. Hai người đến Vân Môn đương nhiên là điều tra chuyện con trai mình mất tích, mục tiêu cuối cùng đều nhắm vào Dương Bách Xuyên. Với tông chủ thần tông Đinh Nguyên Thọ, lúc gã biết con trai Đinh Thiền của mình mất tích đã là hơn một tháng trước, Đinh Thiền nằm trong bảng thập đại yêu nghiệt, đương nhiên Đinh Nguyên Thọ rất yên tâm nên không hạn chế tự do của nó. Mãi đến khi Đinh Thiền mất, tin tức truyền đến đã hơn một tháng, dò hỏi một phen mới biết Đinh Thiền vào Trung Quốc. Sau đó điều tra mãi mới biết Đinh Thiền vào Trung Quốc là vì báo thù cho Đinh Dương, mà trong lúc đó Đinh Thiền có tiếp xúc với người phái Thanh Thành. Sau khi Đinh Nguyên Thọ tìm tới Thanh Thành, mới phát hiện ra yêu nghiệt của Thanh Thành, con trai Mộc Quảng Hàn Mộc Thiên Thành cũng mất tích, hai tông phát động nhân lực đi điều tra, mục tiêu cuối cùng đều chỉ vào Dương Bách Xuyên. Vậy nên hôm nay hai đại tông môn mới đến cửa. Tất cả điều tra đều cho thấy Dương Bách Xuyên đáng ngờ nhất. Bởi vì Dương Bách Xuyên có liên quan đến cả hai giáo phái. Nếu Đinh Thiền và Mộc Thiên Thành gặp phải bất trắc gì, chắc chắn Dương Bách Xuyên đã ra tay. Đinh Nguyên Thọ phái Thành Thông đã nghĩ sau khi đi tới Vân Môn thì lập tức đánh vào, bắt Dương Bách Xuyên ra là xong. Nhưng Mộc Quảng Hàn của Thanh Thành không chịu, ở Trung Quốc phải tuân thủ quy củ của Trung Quốc, quy củ mà bát đại tông môn Trung Quốc cùng nhau đặt ra không phải là trò đùa, không được loạn sát vô tội. Các thế lực tông môn giải quyết vấn đề phải tìm đương sự chứ không được liên lụy người khác. Vậy nên mới nén giận đứng ngoài thôn hét vào. Nhưng mà bọn họ không ngờ rằng sau khi hét lên, toàn bộ thôn Vân Môn tỏa ra sương mù dày đặc, sau đó thôn đã biến mất trong làn sương mù ấy. Lúc này Đinh Nguyên Thọ nhìn về phía Mộc Quảng Hàn, nói, xem ra anh Quảng Hàn điều tra sai rồi, Vân Môn này không đơn giản, nếu như ta đoán không sai thì đây là đại trận. Mộc Quảng Hàn gật gật đầu, nói, đúng thế, Dương Bách Xuyên xuất thân nhỏ bé. Nhìn thì đơn giản, từ thời đại học đã cực kỳ bình thường, hơn một năm trước đột nhiên cậu ta quật khởi, từ một người bình thường hóa thành võ cổ giả, con đường võ đạo như ngồi tên lửa vậy. Một mình phá tan tổ chức sát thủ Sương Hoa ở Tây Bắc, giết chết gia chủ nhà họ Diệp ở Yên Kinh, dùng đạo tràng Vu Hàm giết chết Đinh Dương và Địa Tâm Lão Tổ, mấy chuyện này quá quái dị, người này đúng là không đoán được. Sắc mặt Đinh Nguyên Thọ cứng lại, nói, mọi người đều biết đại trận bảo hộ, nhà nhà lưu truyền cả mấy trăm năm. Đáng nhẽ bây giờ không ai có thể bố trí đại trận như thế, bây giờ xem ra tin đồn Vân Môn này có cao thủ tọa trấn là đúng. Anh nói xem có phải là người đi ra nơi đó không? Mộc Quảng Hàn nghe xong, đồng tử co rút lại, lập tức lắc đầu, nói, không thể nào, nơi đó đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài trăm năm, hẳn là không có chuyện đó. Lát nữa sẽ biết hết mọi chuyện thôi, Đinh Nguyên Thọ nói. Ngay sau đó họ nhìn về phía ngôi làng trong sương mù dày đặc, chỉ thấy bóng người bay lên từ làn sương mù. Quả nhiên không đơn giản, Vân Môn này thành lập không lâu đã xuất hiện tiên thiên. Mộc Quảng Hàn nghi ngờ. Cùng lúc đó, khi Dương Bách Xuyên bay ra ngoài thôn ba bóng người bay ra từ làn sương mù rồi đến bên cạnh anh. Đó là chị em Ngô Mặc Thu và Kiều Phúc, trong ba người. Ngô Mặc Thu đã là tu vi trúc cơ tầng 7, Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ là trúc cơ tầng 5, lúc trước nghe thấy tiếng bên ngoài thôn, biết là có người đến gây hấn, vội vàng đi ra. Tiên sinh, ba người phi thân giữa trời nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Ra khỏi thôn xem một chút rồi nói sau, Dương Bách Xuyên gật gật đầu với ba người, lập tức bay ra khỏi sương mù. Vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy 15 tiên thiên đứng ở đầu thôn, lòng nặng trĩu. Anh phát hiện người cầm đầu những người này, còn lại tất cả đều là võ cổ giả thiên tiên tầng 7. Đây không phải là thế lực nhỏ, ở võ đang,
Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy 28 võ cổ giả tiên thiên, nhưng đạt tới tiên thiên tầng 7 chỉ có một người. Mà bây giờ trong 15 người xuất hiện có 13 người là tiên thiên tầng 7, còn hai người cầm đầu, nhìn qua khí tức người trung niên khoảng 40 tuổi có tu vi tiên thiên tầng 8 trung kỳ, còn ông lão 60 tuổi mặc áo đạo sĩ kia có tu vi đến tiên thiên tầng 8 đỉnh phong. Từ cách ăn mặc của họ, Dương Bách Xuyên có thể đoán người trung niên khoảng 40 tuổi là người của thần tông, và người phía sau đương nhiên là người của Thanh Thành. Sau khi tiếp đất, Dương Bách Xuyên híp mắt đánh giá những người này, ba người Kiều Phúc đứng sau Dương Bách Xuyên hơi lo lắng, ba người cũng phát hiện ra hơi thở cường đại của những người này. Cậu là Dương Bách Xuyên, Ninh Nguyên Thọ của thần tông trầm giọng hỏi. Đúng vậy, ông là ai? Trong lòng Dương Bách Xuyên thán phục bọn họ mạnh mẽ, nhưng khí thế không chút sợ hãi, không chút khách khí đối mặt. Lão Phu là tông chủ Đinh Nguyên Thọ ở hải ngoại. Lão Phu hỏi cậu, con trai ta Đinh Thiền bị cậu giết ư? Đinh Nguyên Thọ trầm xuống, hỏi thẳng. Trong lòng Dương Bách Xuyên căng thẳng, không ngờ tông chủ thần tông tự mình tới, hơn nữa còn là ba của Đinh Thiền. Đối với Dương Bách Xuyên, Đinh Nguyên Thọ có chấp nhận kết quả hay không cũng vậy, người ta đã đánh tới cửa rồi, còn gì để nói chứ? Bây giờ Dương Bách Xuyên đang ở địa bàn của mình, càng không sợ gì. Đối mặt với chất vấn của Đinh Nguyên Thọ, anh không chút kiêng dè nói, là tôi giết. Vừa nói xong, sắc mặt Đinh Nguyên Thọ lập tức tối sầm, cả người run rẩy. Mặc dù con nối dõi của gã rất nhiều, nhưng Đinh Thiền lại là người có thiên phú tốt nhất, lại là thiếu chủ thần tông do gã lập ra. Suy đoán điều tra là một chuyện, chính tay nghe được lại là chuyện khác, Đinh Nguyên Thọ nghe thấy Dương Bách Xuyên bình tĩnh thừa nhận, chút nữa đã xông lên. Hơi thở toàn thân ngất trời, gió mạnh xung quanh thổi bay bụi đất. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng kinh hãi, đạo hạnh Đinh Nguyên Thọ thâm hậu, tu vi của mình bây giờ có thể đối phó với gã không? Tốt xấu cũng đạt trúc cơ kỳ tầng 7, ngang với võ cổ giả tiên thiên tầng 7, nhưng Dương Bách Xuyên lại có chân khí, tinh thần lực và cảnh giới cường đại, đây là ưu thế lớn nhất của anh. Mặt khác, sau khi đạt tới trúc cơ tầng 7, mặc dù linh thức của anh vẫn dừng lại ở phạm vi 900 thước, nhưng tinh thần lực lại càng mạnh hơn, bây giờ đòn tấn công mạnh gấp đôi lúc trước. Cộng thêm mấy mánh khóe, đúng là anh không sợ võ cổ giả tiên thiên tầng 8. Ngay sau khi chính miệng Dương Bách Xuyên thừa nhận đã giết Đinh Thiền, Mộc Quảng Hàn của Thanh Thành cũng lạnh lùng hỏi, nói như vậy thì con trai Mộc Thiên Thành ta cũng chết dưới tay cậu. Đúng thế, Dương Bách Xuyên thẳng thắn thừa nhận. Được, hôm nay cho dù lão phu mở sát giới cũng không tính là phá hỏng quy củ của giới cổ võ. Đinh Nguyên Thọ của thần tông tức giận, cả người phát run, nói. Giờ phút này Đinh Nguyên Thọ mặc kệ quy luật gì, chỉ cần Dương Bách Xuyên chính miệng thừa nhận, dù gã giết chết toàn bộ Vân Môn thì võ cổ giả Trung Quốc cũng không nói được gì. Đã vậy thì giết người đền mạng là chuyện thường tình, thằng nhóc kia, chịu trói đi. Mộc Quảng Hàn nhìn Dương Bách Xuyên, lạnh giọng nói. Lúc này Mộc Quảng Hàn đứng chắp tay, lúc nhìn Dương Bách Xuyên giống như đang nhìn người chết vậy. Đương nhiên dù là Mộc Quảng Hàn hay là Đinh Nguyên Thọ đều không xem Dương Bách Xuyên như dĩa thức ăn, bởi vì Dương Bách Xuyên đã che giấu khí tức toàn thân, vốn không nhìn ra Dương Bách Xuyên là cảnh giới gì, cho dù bọn họ nhìn ra thì tu vi của Dương Bách Xuyên cũng không cao đến mức đó. Điều duy nhất khiến hai người kiêng kỵ chính là có lời đồn trong Vân Môn có cao thủ, có lẽ cao thủ này là tiên thiên tầng 9. Nhưng cho dù như vậy, lần này hai nhà hợp lực dẫn đến 13 võ cổ giả tiên thiên tầng 7. Kết hợp với tu vi tiên thiên tầng 8 của hai người họ, cho dù có cao thủ tiên thiên tầng 9 tọa trấn ở Vân Môn, cũng khiến cho hắn ta gặp khó khăn. Dương Bách Xuyên bị lời nói của Mộc Quảng Hàn chọc cười, híp mắt nói, ông là cái thá gì? Anh cũng không biết Mộc Quảng Hàn là người nào ở Thanh Thành. Hừ, thằng nhóc kia, lão phu là Mộc Quảng Hàn, Mộc Thiên Thành là con của ta, lão phu chính là trưởng lão hình pháp Thanh Thành, hôm nay đến lấy mạng cậu. Trong lòng nói của Mộc Quảng Hàn đầy sự khinh thường với Dương Bách Xuyên. Lão già kia, theo lời mấy người nói thì mấy người đến giết tôi phải ngoan ngoãn rửa sạch cổ chờ bị giết sao? Đứa con rác rưởi của các người trêu chọc tôi trước, cũng không phải tôi gây chuyện với bọn họ. Sao nào, tôi giết phế phẩm con thì hai phế phẩm cha nhảy ra, còn đánh tới cửa nhà tôi, còn bảo tôi bó tay chịu trói, đầu ông chỉ để cho con lừa nó đá thôi sao? Dương Bách Xuyên không chút khách khí mắng chửi. Mày, được, hôm nay lão phu cho các người biết thực lực là đạo lý,
cho mày quỳ chết đã coi trọng mày rồi, xông lên cho ta, xông vào diệt trừ Vân Môn chó má này cho lão phu. Ninh Nguyên Thọ Thần Tông ra tay trước. Gã ra lệnh, sáu võ cổ giả tiên thiên tầng 7 phía sau vào tới Dương Bách Xuyên. Cùng lúc đó Mộc Quảng Hàn cũng vung tay lên, bảy võ cổ giả phía sau tản ra, dường như sợ Dương Bách Xuyên chạy trốn, tạo thành vòng vây. Còn về Dương Bách Xuyên, trong mắt hiện lên sát ý, anh nghe thấy Đinh Nguyên Thọ nói san bằng Vân Môn, đây là có ý diệt môn. Hàn quang trong tay lóe lên, anh nắm kiếm đồ long trong tay, hét lên một tiếng rồi xông về phía sáu tiên thiên, chém một kiếm quét ngang. Với tu vi của Dương Bách Xuyên hiện giờ, uy lực của một kiếm này vượt xa thực lực tiên thiên tầng 7. Sáu tiên thiên thần tông vốn không để Dương Bách Xuyên vào mắt, người làm tông chủ hạ lệnh để sáu người bọn họ đi bắt một Dương Bách Xuyên đúng là lãng phí nhân lực. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên chém một kiếm, sáu người đã biết sai, sai cực kỳ. Khí tức một kiếm của Dương Bách Xuyên phát ra đã cảm nhận được một kiếm này vượt qua thực lực của tiên thiên tầng 7. Trong nháy mắt, sáu người lùi lại. Nhưng mà cao thủ quyết đấu, sinh tử trong nháy mắt, chỉ bất cần một cái đã âm dương cách biệt, thắng bại tự phân. Sáu người phản ứng nhanh, có người phản ứng chậm đương nhiên phải bỏ mạng. Huống chi trong lúc Dương Bách Xuyên xuất kiếm đã dùng tinh thần lực cường đại của anh để tấn công, nhắm vào sáu người, chuẩn bị giết đối phương trong một đòn. Kiếm đồ long là pháp khí cao cấp, mặc dù Dương Bách Xuyên không kết nối với kiếm linh trong kiếm đồ long, nhưng tu vi cường đại cộng thêm uy lực của pháp khí, một kiếm này không khiến thiên địa biến sắc cũng xoay chuyển mây gió. Giết! Dưới một kiếm, trong sáu tiên thiên bảy tầng, ba người phản ứng kịp, nhanh chóng tránh đi, một trong những người đứng đầu lập tức bị chém thành hai, lập tức mất mạng. Hai người còn lại bị chém nửa đầu, gục xuống vũng máu. Đương nhiên dù là Mộc Quảng Hàn hay là Đinh Nguyên Thọ đều không xem Dương Bách Xuyên như dĩa thức ăn, bởi vì Dương Bách Xuyên đã che giấu khí tức toàn thân, vốn không nhìn ra Dương Bách Xuyên là cảnh giới gì, cho dù bọn họ nhìn ra thì tu vi của Dương Bách Xuyên cũng không cao đến mức đó. Điều duy nhất khiến hai người kiêng kỵ chính là có lời đồn trong Vân Môn có cao thủ, có lẽ cao thủ này là tiên thiên tầng 9. Nhưng cho dù như vậy, lần này hai nhà hợp lực dẫn đến 13 võ cổ giả tiên thiên tầng 7, kết hợp với tu vi tiên thiên tầng 8 của hai người họ, cho dù có cao thủ tiên thiên tầng 9 tọa trấn ở Vân Môn, cũng khiến cho hắn ta gặp khó khăn. Dương Bách Xuyên bị lời nói của Mộc Quảng Hàn chọc cười, híp mắt nói, ông là cái thá gì? Anh cũng không biết Mộc Quảng Hàn là người nào ở Thanh Thành. Hừ, thằng nhóc kia, lão phu là Mộc Quảng Hàn, Mộc Thiên Thành là con của ta, lão phu chính là trưởng lão hình pháp Thanh Thành, hôm nay đến lấy mạng cậu. Trong lòng nói của Mộc Quảng Hàn đầy sự khinh thường với Dương Bách Xuyên. Lão già kia, theo lời mấy người nói thì mấy người đến giết tôi phải ngoan ngoãn rửa sạch cổ chờ bị giết sao? Đứa con rác rưởi của các người trêu chọc tôi trước. Cũng không phải tôi gây chuyện với bọn họ. Sao nào, tôi giết phế phẩm con thì hai phế phẩm cha nhảy ra, còn đánh tới cửa nhà tôi, còn bảo tôi bó tay chịu trói, đầu ông chỉ để cho con lừa nó đá thôi sao? Dương Bách Xuyên không chút khách khí mắng chửi. Mày, được, hôm nay lão phu cho các người biết thực lực là đạo lý, cho mày quỳ chết đã coi trọng mày rồi, xông lên cho ta, xông vào diệt trừ Vân Môn chó má này cho lão phu. Ninh Nguyên Thọ Thần Tông ra tay trước. Cuối cùng nứt hai chân, mặc dù không chết nhưng cũng mất đi sức chiến đấu. Chỉ sơ suất một chút đã để cho Dương Bách Xuyên một kiếm giết chết ba tiên thiên, đương nhiên có một người đứt hai chân, mặc dù không chết nhưng ở trên chiến trường cũng chẳng khác gì đã chết. Sắc mặt Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn thay đổi. Dương Bách Xuyên vừa ra tay, hai người bọn họ lập tức cảm nhận được thực lực của Dương Bách Xuyên đã vượt qua tiên thiên tầng 7. Sơ suất rồi. Khinh địch quá. Lên cùng nhay, Mộc Quảng Hàn phi thân lên, ông ta hạ lệnh cho bảy người Thanh Thành đang bao vây. Trong phút chốc, Đinh Nguyên Thọ, Mộc Quảng Hàn cùng với 10 tiên thiên dưới chướng hai công, cộng lại 12 người nhào về phía Dương Bách Xuyên. Giờ phút này ánh mắt Dương Bách Xuyên ngưng trọng, tinh thần tăng lên 12 lần, ba người Ngô Mặc Thu phía sau cũng đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên, bốn chọi 12, bắt đầu chém giết. Dương Bách Xuyên chuyên tâm đối mặt với tấn công của 12 cao thủ tiên thiên, trong lòng thúc giục phải rồng ra, lúc này anh nghĩ đến việc giết Đinh Nguyên Thọ đang tấn công đầu tiên trước. Leng keng.
Điều khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi là đòn tấn công của vảy rồng đã hết hiệu lực. Lúc này nghe Đinh Nguyên Thọ quát, thằng nhóc này có thần binh, mọi người tế thần binh. Lúc Dương Bách Xuyên nhìn lại, chỉ thấy không biết Đinh Nguyên Thọ cầm thanh đao lớn trong tay từ lúc nào, anh cảm nhận được là linh khí, hơn nữa còn là thượng phẩm. Điều này thực sự khiến Dương Bách Xuyên giật mình. Bảo sao vảy rồng không tấn công được. Khi Đinh Nguyên Thọ dứt lời, ánh sáng trong tay mỗi người trong sân lóe lên. Không ngờ trong tay mỗi người đều xuất hiện đủ loại linh khí, nhưng mà Dương Bách Xuyên cảm giác chỉ có linh khí trong tay Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn là thượng phẩm, còn lại 10 người kia có linh khí hạ phẩm, có vài linh khí thượng phẩm nhưng hạ phẩm chiếm đa số. Điều này khiến lòng Dương Bách Xuyên nặng trĩu, anh không biết những người này cầm nhiều linh khí như vậy. Trong cách xưng hô của võ giả cổ đại, linh khí được gọi là thần binh. Nhưng bây giờ đây không phải là trọng điểm là Dương Bách Xuyên cảm thấy áp lực. Tu vi Ngô Mặc Thu tương đối cao, một mình ngăn cản được hai tiên thiên tầng 7, còn Kiều Phúc cùng Ngô Mặc Hạ, mỗi người đối phó một người đã cố hết sức, nhưng cũng may có thể ngăn cản. Ba quỷ thu xem như giảm bớt áp lực bốn gã tiên thiên cho Dương Bách Xuyên. Cho dù có Ngô Mặc Thu và ba quỷ tu giải phóng Dương Bách Xuyên khỏi áp lực bốn tiên thiên tầng 7, thì Dương Bách Xuyên cũng sẽ phải một mình đối mặt với tám tiên thiên, trong đó có Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn là tiên thiên tầng 8. Một là tiên thiên tầng 8 trung kỳ, hai là tiên thiên tầng 8 đỉnh phong. Trong vòng ba hơi thở, Dương Bách Xuyên và Đinh Nguyên Thọ, Mộc Quảng Hàn đã giao chiến hơn 10 chiêu, nhưng họ cũng phát hiện ra rằng sức mạnh của anh có thể so sánh với tiên thiên tầng 9. Đây là chuyện tốt, nhưng mấu chốt là, cổ nhân có câu, hai quyền khó địch bốn tay. Hơn nữa, những người này trong tay đều có linh khí, điều này làm giảm đi rất nhiều lợi thế của vảy rồng. Một chọi tám, tuy rằng thực lực của Dương Bách Xuyên có thể so sánh với võ cổ giả tiên thiên tầng 9, nhưng lập tức bị tám người đánh lui, may mắn là không bị thương. Áp lực càng lúc càng lớn, Dương Bách Xuyên cảm thấy áp lực, nhưng trong lòng vẫn không có sợ hãi. Một mặt cũng muốn thử một chút giới hạn của chính mình, một mặt cũng muốn thử phương diện khác, bởi vì anh tin chắc Tử Tiên lão đầu sẽ không đứng nhìn, còn chưa tới bước đường cùng. Xét về cảnh giới thực lực, trúc cơ 7 tầng của Dương Bách Xuyên có thể so sánh với một võ cổ giả tiên thiên tầng 9. Nhưng anh lại không chống đỡ được hai tiên thiên tầng 8 và 6 tiên thiên tầng 7 đuổi đánh. Anh thực sự muốn thi triển chú tinh huyết, nhưng anh bị đánh quá mạnh đến nỗi không có thời gian để thở. Việc thi triển chú tinh huyết cần dẫn động bí pháp khẩu quyết, bây giờ dưới sự bao vây của tám đại tiên thiên, Dương Bách Xuyên chỉ có thể chống cự. Nếu không phải anh có tinh thần lực to lớn chống đỡ, còn có thể khống chế vảy rồng một lòng một dạ chiến đấu, có lẽ hiện tại đã bị thương vô số. Đương nhiên, áp lực chủ yếu đến từ Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn, đặc biệt là trong tay Mộc Quảng Hàn có linh khí cao cấp, kiếm pháp không chỉ siêu phàm mà còn có thể xuất thần nhập hóa. Quan trọng là Mộc Quảng Hàn là tiên thiên tầng 8 cảnh giới phong đỉnh, gần vô hạn với cấp thứ 9. Mà Dương Bách Xuyên biết rằng sức mạnh mà anh có thể phát huy là thực lực tiên thiên tầng 9. Cho nên cảm giác bị 8 vị cao thủ tiên thiên vây công rất khó chịu, hơn nữa anh là người tu luyện, chân khí trong cơ thể so với người khác còn lớn hơn, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Kiếm đầu long trong tay anh được năng lượng chân chính kích thích, kiếm khí tăng vọt, cũng chỉ có giới hạn ở chỗ này. Anh không thể toàn lực phát huy ra toàn bộ uy lực của kiếm đồ long, nếu không có lẽ sẽ thoải mái hơn, hiện tại chỉ có thể được sử dụng như một linh khí tinh thần. Công kích kịch liệt của tám vị cao thủ tiên thiên khiến cho Dương Bách Xuyên luống cuống ta chân, may mà anh có thể ứng phó, dù sao anh cũng có thực lực có thể so sánh với tiên thiên tầng 9. Nhưng Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn càng lúc càng đánh hăng, tám người bọn họ hợp sức để chiến đấu với Dương Bách Xuyên hàng trăm chiêu thức, nhưng họ không hạ được Dương Bách Xuyên. Họ chỉ trấn áp được Dương Bách Xuyên. Điều này làm cho sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, bọn họ tám tiên thiên hậu kỳ phối hợp có thể thắng được tiên thiên tầng 9, nhưng thực lực của Dương Bách Xuyên lại vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Bất luận là chân nguyên khổng lồ hay là thân thể cường đại, tên này đều không thua kém những kẻ bất lương kia một chút nào. Vì vậy Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn có chút lo lắng, biết rằng nếu họ không sử dụng thủ đoạn áp Dương, sẽ xảy ra điều gì đó. Nhưng họ không quên điều tra sự thật rằng Vân Môn vẫn có một cao thủ tỏa chấn. Ngay lập tức, Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn giao tiếp bằng mắt và bắt đầu sử dụng các thủ đoạn áp Dương của họ.
hai người họ đều có mối thù giết con với Dương Bách Xuyên, ai cũng muốn xé nát Dương Bách Xuyên thành từng mảnh. Mặt khác, gã cũng muốn lấy thứ trên người Dương Bách Xuyên, không ai ngốc cả. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo thần chú xuất hiện trong tay Đinh Nguyên Thọ, thôi thúc chân nguyên của gã, phù chú lập tức bùng lên ánh sáng. Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy rõ ràng rằng thứ mà Đinh Nguyên Thọ đang khơi dậy là thần hành phù, trong lòng anh trùng xuống, không thể nghi ngờ gì, tốc độ của Đinh Nguyên Thọ sau khi sử dụng phù chú sẽ tăng gấp 3 lần, khi đến lúc đó anh sẽ gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, một câu thần chú cũng xuất hiện trong tay Mộc Quảng Hàn, sau khi kích phát, một luồng năng lượng kiếm khí tỏa ra mạnh mẽ. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy ớn lạnh. Không ngờ cả hai đều có phép thuật trong tay. Thứ mà Đinh Nguyên Thọ cầm là thần hành phù, còn Mộc Quảng Hàn sử dụng kiếm khí phù chú, so với người sau thì đáng sợ hơn nhiều. Dương Bách Xuyên kinh sợ, anh vùng thanh kiếm đồ long bằng một tay, tay kia thì huy động khí lưu chuyển trong toàn thân đánh ra, tâm trí anh điều khiển vảy rồng tấn công Mộc Quảng Hàn và Đinh Nguyên Thọ, cố gắng ngăn họ sử dụng thần chú. Bùng nổ công kích quả nhiên có chút tác dụng, vội vàng lùi lại, nghĩ cách bọn hắn tránh xa để ứng phó ngoài ý muốn, miệng còn hô tử tiên lão đầu, người còn không đi ra à. Phù chú trong tay hai người này được coi là thượng phẩm cấp TH. Lúc này, Dương Bách Xuyên thực sự rất vội, Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn có bùa hộ mệnh trong tay, đây là thay đổi lớn nhất. Vốn dĩ, sự kết hợp của tám đại tiên thiên khiến anh luống cuống tay chân. Nhưng bây giờ nếu như Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn có bùa chú trong tay, hiển nhiên anh sẽ chịu thiệt. Vốn dĩ anh đang đợi tử tiên ra tay, nhưng bây giờ xem ra, ngoại trừ chở rượu đến đây, lão già kia sẽ không ra tay. Dương Bách Xuyên chỉ biết rằng tử tiên lão đầu nửa ngày say sưa điên khùng, nửa ngày tỉnh táo. Bây giờ có vẻ như thực sự là vậy, anh đoán rằng tử tiên lão đầu chắc chắn đang bí mật theo dõi. Nếu anh hét lên, ông ta sẽ ra tay thôi. Vừa hét lên, Dương Bách Xuyên vừa rút lui, lúc này mới nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp sức mạnh của phù chú trong tay Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn. Ấp! Chỉ thấy trên người Đinh Nguyên Thọ lóe lên một tia sáng, sau khi thần hành phù thúc giục, từng bước bước ra, giây tiếp theo đã ở trước mặt anh, đại đao trong tay thẳng tắp hướng về phía cổ anh, khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy sự lạnh lẽo phát ra từ đại đao của Đinh Nguyên Thọ. Cùng lúc đó, Mộc Quảng Hàn cũng gây khó dễ cho anh, sau khi kiếm khí kích phát phù chú trong tay ông ta, một tia sáng nhanh như tia chớp lập tức chém tới lông mày của anh. Lúc này, Dương Bách Xuyên sởn cả tóc gáy, trong đầu anh nhanh chóng triệu hồi khôi giáp thanh tước, nhưng lại phát hiện công kích đã tới trước mặt mình. Sắp chết rồi. Đây là một ý nghĩ hiện lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Mọi thứ thay đổi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy uể oải vang lên trong toàn trường, mấy thằng nhóc con dám quấy rối lão phụ uống rượu, thật là mất hứng. Là tử tiên đến. Dương Bách Xuyên biến lo lắng thành vui mừng. Đồng thời, anh cảm thấy lúc tử tiên lão đầu nói chuyện có hai nguồn sức mạnh chân khí xuất hiện bên cạnh anh, một bên trái và một bên phải vô cùng khí thế nhắm vào đại đao của Đinh Nguyên Thọ và kiếm khí của Mộc Quảng Hàn như vũ bão. Bùm! Keng keng! Hai âm thanh khác nhau cùng vang lên. Trong mắt Dương Bách Xuyên, kiếm khí của Mộc Quảng Hàn trực tiếp bùng nổ, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến anh, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, chỉ cách một đầu ngón tay. Và ngay sau khi đại đao của Đinh Nguyên Thọ kêu leng keng, Đinh Nguyên Thọ phun ra một ngụm máu và bay ngược ra ngoài. Hai luồng sức mạnh từ hư không đến đã lập tức tiêu trừ công kích của Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn. Dương Bách Xuyên lau mồ hôi lạnh trên trán. Khóe mắt liền nhìn thấy tay tử tiên lão đầu cầm bầu rượu xuất hiện ở bên cạnh anh, trên mặt thần sắc thoải mái, cũng không có gì khác thường. Đối mặt với cảnh tượng kỳ lạ trong sân và sự xuất hiện đột ngột của tử tiên lão đầu, cả hai bên đều sửng sốt một lúc. Đinh Nguyên Thọ, người đang phun máu, ngẩng đầu lên nhìn tử tiên lão đầu, đột nhiên toàn thân chấn động, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Khi Dương Bách Xuyên nhìn Mộc Quảng Hàn, anh cũng nhìn thấy vẻ khó tin trên khuôn mặt của ông ta. Ngay tại lúc ngây người này, có một người phản ứng chậm chạp xuất hiện, một gã võ cổ giả tiên thiên cách tử tiên lão đầu 3 mét, người này phản đối sự xuất hiện của ông già xấu xa kia, dù sao, những người có thể xuất hiện ở đây đều là người của Vân Môn, nghĩ vẫn là giết được bèn dương thanh kiếm đâm về phía tử tiên lão đầu. Không được. Đừng.
sắc mặt của Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn đồng thời thay đổi dữ dội, lớn tiếng ngăn cản. Nhưng đã quá muộn rồi. Thanh kiếm của tiên thiên kia đã đâm về phía Tửu Tiên lão đầu. Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy rõ ràng, anh nhìn thấy đôi mắt của Tửu Tiên lão đầu híp lại, trong tay đột nhiên đánh ra một chưởng về phía người này. Bịch! Á! Quyền này của Tửu Tiên lão đầu đánh vào người tiên thiên khiến hắn đột nhiên hét lên và cơ thể vỡ ra thành nhiều mảnh. Dùng quá sức rồi. Sau khi nhẹ nhàng đánh nát một võ cổ giả tiên thiên tầng 7, Tửu Tiên lão đầu nhìn lòng bàn tay của mình lẩm bẩm nói. Sức mạnh như vậy có thể tùy ý đánh nát một gã võ cổ giả tiên thiên tầng 7, lực công kích thị giác thực sự chấn động, ngay cả Ngô Mặc Thu và những người khác đang chiến đấu ở đằng xa cũng dừng lại. Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn trao đổi ánh mắt, cả hai đều nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nhau. Nhìn Tửu Tiên lão đầu một hồi, tâm tư bọn họ lại trở về 60 năm trước. Năm đó bọn họ vẫn còn là thanh niên, nhưng ông già trước mặt này đã là nhân vật được phong danh tiên thiên, 60 năm không gặp, dung mạo vẫn như cũ. Không bao giờ nghĩ rằng người này sẽ xuất hiện trong Vân Môn. Vào lúc này, lời nói của Dương Bách Xuyên khiến Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn run sợ. Đại trưởng lão giúp con ngăn cản hai người bọn họ, những người khác tự con ra tay, Dương Bách Xuyên nói với Tửu Tiên lão đầu. Tuy nhiên, một cảnh mà anh không ngờ tới đã xuất hiện, đó cũng là cảnh mà anh lo lắng nhất. Dương Bách Xuyên suýt nữa đã chết dưới tay Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn, lúc này chỉ còn cảm giác sống sót dưới lưỡi hái của tử thần, từ khi Tửu Tiên lão đầu xuất hiện, khiến anh tự tin có thể cầm chân bọn họ tại nơi này. Trao đổi với Tửu Tiên lão đầu, ông ta muốn anh phải giữ chặt Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn, còn lại những tiên thiên tầng 7 thì giống nhau, ông ta có thể một mình chém chết, còn Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn cũng sẽ không buông tha cho họ, dù sao cuối cùng cũng thành kẻ thù không đội trời chung, không có khả năng hòa giải, lần này không giết ngươi thì lần sau kẻ chết là ta. Sau khi nghe được, Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn nhíu hàng lông mày, nếu như để ông ta ra tay, bọn hắn chết là điều không thể tránh khỏi. Chỉ thấy Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn đứng dậy hành lễ với Tửu Tiên lão đầu, hơn nữa còn nói rất to. Thần Tông Đinh Nguyên Thọ, Thanh Thành Mộc Quảng Hàn bái kiến Lôi Đình tiền bối. Một chuỗi hành động này khiến cho Dương Bách Xuyên cảm thấy kinh ngạc và lo lắng. Dương Bách Xuyên nhìn hai người bọn họ hành lễ với Tửu Tiên lão đầu, trong lòng anh lo lắng không thôi, điều anh lo lắng nhất là một ngày nào đó, Tửu Tiên lão đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện, hoặc là tông môn của Tửu Tiên lão đầu nhìn thấy ông ta, sau đó người trong sư môn tìm đến, đem Tửu Tiên lão đầu trở về, thì lúc đó, cường giả tọa trấn cho Vân Môn sẽ ít đi một người. Bây giờ nhìn thấy Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn giống như quen biết Tửu Tiên lão đầu, vậy thì cũng có khả năng ông ta nhớ lại và chuyện rời đi khỏi Vân Môn cũng là chuyện sớm muộn. Dương Bách Xuyên suy nghĩ, thật vất vả dốc hết vốn liếng để lừa gạt được Tửu Tiên lão đầu đến Vân Môn, vậy hà cớ gì có thể để ông ta dễ dàng rời đi như vậy được. Nghĩ xong, anh nói lớn, đại trưởng lão, ngài trực tiếp chém chết những người này đi, những tên này đều là kẻ thù không đội trời chung với Vân Môn. Ngài đừng quên ngài chính là đại trưởng lão của Vân Môn. Thật ra Dương Bách Xuyên phải đích thân chém giết liên tục, rèn rũa kinh nghiệm chiến đấu cho bản thân mình, nhưng bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng giết chết hai người Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn, tránh để bọn họ nói thứ gì lung tung, kích thích đến Tửu Tiên lão đầu, đây mới chính là phiền toái lớn nhất. Vừa rồi anh để ý, lúc Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn hô tên Lôi Đình tiền bối, trong nháy mắt, Tửu Tiên lão đầu nghi hoặc, ánh mắt cũng hiện lên sự đau khổ, giống như đã bắt đầu tự hỏi Lôi Đình tiền bối trong lời nói của bọn họ là ai. Lúc này Dương Bách Xuyên nghĩ, anh mặc kệ Lôi Đình tiền bối là ai, trong đầu anh chỉ biết Tửu Tiên lão đầu chính là đại trưởng lão của Vân Môn. Còn đối với Lôi Đình tiền bối gì đó, không cho phép bọn họ nhắc đến, cũng không để cho Tửu Tiên lão đầu nhớ lại. Tuy rằng chuyện này ích kỷ, nhưng anh cũng không còn biện pháp nào khác. Anh muốn dựa dẫm vào Tửu Tiên lão đầu bảo vệ an toàn cho người nhà và bạn bè, ít nhất chờ trước khi anh có thể đạt được kim đan. Mà lúc này Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn cũng thấy được điểm không thích hợp. Thấy ánh mắt mờ mịt của Lôi Đình tiền bối, còn Dương Bách Xuyên liên mồm nói Tửu Tiên lão đầu, lúc kêu đại trưởng lão, dựa vào đây bọn họ có thể suy đoán rằng, Lôi Đình tiền bối mất trí nhớ. Trời ạ! Chẳng lẽ tên Dương Bách Xuyên to gan lớn mật dám giở trò hèn gì để khống chế Lôi Đình tiền bối? Nghĩ như thế,
Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn cười lạnh, tên thật của Lôi Đình tiền bối là Lô Tiêu Thiên, là một nhân vật phong vân, trong 10 vị tiên thiên hàng đầu được phong hào là Lôi Đình, cũng là người đứng đầu của Côn Luân ở Trung Quốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.